hệ hợp tác à, cộng sinh giữa hai bên đúng không canh chị à, một bên là rocky đó là sẽ cung cấp cho chúng ta cái vấn đề đó là à, cái nền tảng kinh doanh à, và bên còn lại à, đó là tất cả chúng ta ở đây à, những người đại lý của rocky và tất cả những người đại lý của rocky thì chúng ta sẽ à, gọi chung à, đó là những cái à, gọi là người bán hàng tư vấn à, những cái người bán hàng kể chuyện đúng không canh chị À, thì chúng ta dùng một cái từ tiếng Anh để mà mô tả cái vai trò của những cái đại lý à, khi mà chúng ta hợp tác kinh doanh với Robi nó không đơn thuần là cái chữ đại lý hay là nó không đơn thuần là mình chỉ dùng cái từ là từ cái người bán hàng tức là ví dụ trong tiếng Anh thì nó là cái từ agent đúng không các anh chị thì mình không có dùng cái từ agent mà mình dùng cái từ là storyteller à, để mình mô tả về cái vai trò của mình khi mình hợp tác với Rappi các anh chị ha storyteller tức là những cái người bán hàng kể chuyện À, thì tất cả chúng ta ở đây thì mình cộng lại hết luôn đó, thì mình sẽ là uh, Storyteller community uh, tức là cộng đồng những người bán hàng uh, kể chuyện đúng không các anh chị? Uh, thì uh, cái từ stc đó là viết tắt của Storyteller community ok uh, thì chúng ta sẽ có một cái mối hệ cộng sinh đó mà ở bên phía ropi là sẽ lo về nền tảng còn nguyễn với tất cả các anh chị ở đây đó là chúng ta sẽ lo về cái khâu bán hàng và phát triển cái thị trường kinh doanh ok thì ngày hôm nay á, là để đại diện cho cả cộng đồng của chúng ta à, thì chúng ta cũng sẽ có một số các anh chị mentor thì mình sẽ được tín nhiệm và mình sẽ được bầu ra thông qua cái chương trình đó là à, M3 seminar hàng năm thì mình sẽ tổ chức một lần một năm thì nó sẽ diễn ra vào tháng 8 hàng năm các anh chị ha à, tuy nhiên đó là năm nay á, là để mà mình follow được các cái hoạt động triển khai kinh doanh của công ty á, thì trong cái chương trình seminar M3 vừa rồi á, À, thì à, mình tổ chức một cái chương trình bất thường à, trước vào tháng 8 Để mình họp nhanh rồi sau đó mình xử lý các cái à, vấn đề về triển khai kinh doanh trước Và vừa rồi á, thì à, à, cuối tháng 10 thì mình mới có một cái chương trình chính thức Thì ở đây nếu mà các anh chị mình có theo dõi các hoạt động của các mentor ba sao của các anh chị Thì chúng ta biết là mình sẽ có cái chương trình à, seminar được tổ chức tại Hạ Long vừa rồi đúng không ạ à? À, Ở đây là những anh chị nào mình à, à, có biết tới cái chương trình à, học mentor 3 sao trở lên tại Hạ Long vừa rồi thì mình có thể không mình giúp Nguyễn là biết các anh chị ha à, thì hàng năm á, thì trong cái chương trình mà seminar này á, thì mình sẽ à, có một cái nội dung các anh chị ngoài cái việc đó là mình thống nhất những cái nội dung liên quan về cái việc mình hợp tác với nhau như thế nào giữa các cái hệ thống đó mà các anh chị ở đây á, thì mình có thể đến từ rất là nhiều những cái đội nhóm hoặc là rất là nhiều những cái hệ thống kinh doanh à, tiêu biểu như là có thể là các anh chị sẽ tới từ Happy Group các anh chị sẽ tới từ uh, dynamic các anh chị tới từ lion các anh chị tới từ eco các anh chị tới từ Miracle, vân vân à, các anh chị có thể không mình chút miễn là cái tên của cái team cái tên của cái hệ thống hoặc là cái tên của cái uh, đội nhóm mà các anh chị đang là thành viên của uh, các cái team đó mà thì các anh chị hình dung á, là cái cộng đồng của mình á, là tất cả chúng ta thì mỗi là chúng ta là một cái cá nhân và chúng ta hợp tác kinh doanh trực tiếp với rape đúng không các anh chị à, có nghĩa là cái quyền lợi của chúng ta là nó không có liên quan với nhau à, vậy thì làm sao để cả một cái cộng đồng có thể là lên tới cả trăm ngàn con người này là mình sẽ dễ dàng hơn trong cái chuyện mình hợp tác với nhau mình có thể mượn sức của nhau mình có thể sử dụng cái sức mạnh đám đông và làm sao là mình có thể hài hòa để mà mình hợp tác và mình đồng hành kinh doanh với nhau trong xuyên suốt cái chặng đường mà mình làm cùng với copy đúng không các anh chị à, thì nó mới có một cái hoạt động đó là các cái mentor từ ba sao trở lên thì mình sẽ là người đại diện cho các cái hệ thống thì mỗi một năm là mình sẽ đại diện cho cả hệ thống của mình để mà mình tham gia cái chương trình seminar M3 Ớ. Tại cái sự kiện này thì mình sẽ thống nhất trong một cái năm tiếp theo thì mình sẽ à, hợp tác với nhau ở những cái góc độ nào. Mình sẽ cùng nhau là mình tổ chức những cái sự kiện, những cái chương trình gì. À, mình sẽ à, làm rõ cái vai trò của à, các anh chị từ M3 trở lên trong cái việc đó là dẫn dắt à, cái hệ thống kinh doanh. À, trong cái việc đại diện cho cả cộng đồng mình làm việc với Rappi. À, mình làm việc với BDB à, Vân vân Đúng không các anh chị à, Thì để mà thuận tiện cho cái việc mà à, Có một cái tiếng nói chung Thì mình cũng sẽ cần một cái à, Gọi là một cái cơ quan đại diện đi ha Một cái vai trò đại diện à, Thì các anh chị sẽ biết tới một cái à, Cái khái niệm tiếp theo đó là Hội đồng đối tác STC đúng không các anh chị à, Hội đồng đại lý STC à, Tức là các anh chị mentor ba sao Thì mình sẽ à, bầu chọn Được chưa Mình sẽ có một cái hoạt động giống như là bầu cử gì đó thì căn cứ trên cái tín nhiệm của các anh chị M3 thì mình sẽ bầu ra những cái anh chị ở cái vai trò đó là hội đồng đại lý STC và đây sẽ là những người được toàn thể các anh chị mentor 3 sao trở lên tín nhiệm nhất và sẽ đại diện cho cái tiếng nói chung cũng như là những cái quyết định cuối cùng của các anh chị từ M3 trở lên để mà có thể là mình đóng góp vào cái vai trò đó là mình dẫn dắt cái hoạt động kinh doanh của toàn cái cộng đồng đại lý À, cũng như là mình có thể đại diện cho cả cộng đồng đại lý để mà mình có các, các hoạt động làm việc, có các cái đàm phán, à, có những cái trao đổi về chính sách hoặc là đường hướng kinh doanh cho cả cộng đồng của chúng ta làm sao là tốt nhất trong một cái năm tài chính với bên phía rugby và bên phía à, à, bdb đúng không các anh chị? À, thì à, trong cái à, chương trình seminar năm nay thì à, à, mình cũng đã thống nhất để mà mình bầu lại ban thường trực nhiệm kỳ mới các anh chị ha thì các anh chị ban thường trực trong nhiệm kỳ mới thì mình sẽ đảm nhận à, cái vai trò trong hội đồng đại lý thì nó sẽ diễn ra trong nhiệm kỳ là 2023 và 2024 tới à, thì sẽ tới à, cuối năm sau thì khi mà chương trình seminar lặp lại thì mình sẽ à, à, bầu lại để mà có một cái nhiệm kỳ mới các anh chị ha à, thì đây sẽ là ban thường trực mới của à, nhiệm kỳ 2023-2024 à, các anh chị có thấy những cái gương mặt này quen không ạ à? <laughs> à, thì à, trong cái năm nay thì cái việc bầu cử thì nó cũng không có thay đổi gì hết. À, cái ban thường trực năm ngoái thì cũng à, những cái anh chị cũ thì mình vẫn tiếp tục được tín nhiệm và mình bầu lại cái vai trò là như cũ các anh chị ha. À, ở đây thì nguyễn sẽ được các anh chị tiếp tục tín nhiệm ở cái vai trò là chủ tịch hội đồng đại lý. À, chúng ta sẽ có hai phó chủ tịch là mentor 6 sao hàng phạm và mentor 9 sao út my. À, chúng ta sẽ có ba thành viên à, Vậy là thành viên ban thường trực các anh chị ha. Thứ nhất là mentor 6 sao Hoàng Vũ. Thứ hai là mentor 6 sao Giang Hía. Và thứ ba đó là mentor 3 sao. Và kết thúc tháng 11 này thôi thì cũng sẽ là mentor 6 sao rồi các anh chị. Đó là mentor à, Quốc Vũ các anh chị ha. Đó thì mình nắm cái này để mà trong thời gian tới thì mình sẽ tiện làm việc với nhau. À, cũng như là các anh chị sẽ à, có thể là À, ví dụ như là khi mà các thành viên trong team của mình những người mới hoặc là cả bdb à, có hỏi mình về cái cộng đồng của mình thì, thì mình còn biết đường là mình trả lời đúng không, các anh chị ok thì đầu tiên á, là à, cái vai trò của bên phía à, cộng đồng đại lý à, cái vai trò của hội đồng đại lý các anh chị ha thì mình cũng sẽ làm rõ một số các cái vai trò à, để tránh cái việc á, là cái gì các anh chị à, mình cũng hiểu nhầm là cái vai trò của bên phía hội đồng à, trong cái quá trình mà đại diện cho các anh chị ha hiện tại thì mình cũng thống nhất là các anh chị trong hội đồng đại lý mình sẽ đảm nhận một số các cái vai trò các anh chị ha. Thứ nhất đó là những cái vấn đề liên quan về định hướng văn hóa và quy tắc ứng xử cho cộng đồng. Thứ hai đó là mình sẽ phối hợp với bên phía công ty để mà mình rà soát những cái sai phạm trong quy tắc kinh doanh. Thứ ba là mình sẽ giải quyết hòa giải các cái mâu thuẫn các cái tranh chấp mà phát sinh trong quá trình mà các cái hệ thống hoặc là các cái cá nhân là đại lý mình hợp tác với nhau làm sao để mà mình đảm bảo là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau mình xây dựng một cái môi trường kinh doanh nó lành mạnh, à, nó bình đẳng cũng như là nó sẽ giàu cái tính giúp đỡ nhau, các anh chị ha. Thứ tư đó là mình sẽ cung cấp cập nhật những cái thông tin về mặt thị trường, thị hiếu khách hàng, à, những cái xu hướng về sản phẩm, những cái xu hướng về kinh doanh để mà bên phía Rapy cũng như là bên phía BDB thì mình sẽ có những cái điều chỉnh thật sự là nó phù hợp, làm sao là đảm bảo rằng là chúng ta sẽ luôn luôn có thể duy trì được cái tính cạnh tranh của Robby so với những cái nền tảng kinh doanh khác đang có ở trên thị trường các anh chị ha thứ năm đó là mình sẽ tham vấn cho công ty trong cái vấn đề liên quan về soạn thảo và điều chỉnh các cái quy tắc kinh doanh thứ sáu là sàng lọc à, tìm kiếm các cái BDB và các cái sản phẩm chất lượng để mà chúng ta đảm bảo rằng làm sao cái sàn kinh doanh của Robby chúng ta sẽ luôn luôn là sẽ có những cái sản phẩm với chất lượng cao nhất sẽ có những cái BDB là tâm huyết nhất với cái cộng đồng và cái kết quả kinh doanh của tất cả chúng ta ở đây À, và cuối cùng đó là chúng ta sẽ à, xây dựng chuẩn mực à, về đào tạo hệ thống các anh chị. Và mình cũng sẽ đóng vai trò đó là tìm kiếm và đề cử phát triển những cái anh chị sẽ là những cái nhân tố, những cái nhân tài, những cái người mà trong tương lai các anh chị hoàn toàn có thể trở thành những cái người à, lãnh đạo toàn bộ cái cộng đồng à, đại lý STC các anh chị ha. Thì đó là cái vai trò của hội đồng đại lý trong cái nhiệm kỳ 2023 và 2024. <laughs> À, tiếp theo à, sẽ có một cái nội dung á, thì à, bên phía hội đồng đại lý à, thì sẽ không can thiệp vào các anh chị ha à, sẽ không can thiệp vào thì ở đây thì mình cũng nói rõ để mà các anh chị à, à, biết là những cái nội dung nào thì à, à, bên phía hội đồng đại lý sẽ đại diện cho các anh chị hoặc là có thể à, mang ra thảo luận với các anh chị và những cái vấn đề nào thì à, bên phía hội đồng thì mình sẽ không có can dự vào trong quá trình mà mình đại diện cho các anh chị hoặc là mình phối hợp công việc với các anh chị ha À, thứ nhất đó là mình tôn trọng cái sự phát triển trong cái đa dạng về mặt quan điểm kinh doanh về mặt phương pháp kinh doanh của từng hệ thống, từng đội nhóm và từng cá nhân à, ở đây thì chúng ta có một cái cộng đồng rất là lớn các anh chị à, cái hiểu biết về cái kinh doanh Dropi và cái hiểu biết về cái việc là à, có những cái phương pháp hoặc là có những cái cách nào đó để mà chúng ta triển khai kinh doanh cho nó hiệu quả thì nó sẽ luôn luôn là vô tận các anh chị mà những cái nó liên quan về mặt quan điểm thì chắc chắn là nó sẽ không có đúng và nó sẽ không có sai các anh chị ha à, do đó là bên phía hội đồng đại lý thì mình sẽ không có can thiệp vào trong những thứ liên quan về cái quan điểm và cái cách thức triển khai à, cái hoạt động kinh doanh của à, đội nhóm của các anh chị ok ha <laughs> thứ hai đó là mình sẽ không có can thiệp quá sâu hoặc là mình không có áp đặt về mặt quan điểm về mặt phương pháp kinh doanh à, mình cũng không có định hướng kinh doanh lên các cái cá nhân hoặc là đội nhóm được chưa mục đích của cái việc này là à, mình mong muốn rằng là chúng ta sẽ liên tục mình có thể thúc đẩy được cái tính đa dạng trong việc cái phương pháp và cái quan điểm triển khai kinh doanh cũng như là mình có thể tận dụng được tối đa cái gì các anh chị à, cái trí tuệ đám đông để mà mình phát triển cái kinh doanh này chứ mình không có muốn là à, mình rào hay là mình gò ép các anh chị vào trong một cái phương pháp hay là một cái quan điểm triển khai cụ thể nào hết à, và cuối cùng à, cái vai trò à, của hội đồng đại lý đó là mình sẽ thúc đẩy cái tinh thần hợp tác à, trên cái việc đó là tự nguyện à, giúp đỡ và một cái tinh thần cũng rất là quan trọng nữa đó, đó là về nhau đúng không các anh chị ở đây thì chúng ta có thể là mình đến từ những cái địa phương khác nhau từ những cái ngành nghề khác nhau từ những cái độ tuổi khác nhau và chắc chắn là nguyễn với các anh chị ở đây cũng có rất là nhiều khía cạnh chúng ta sẽ có những cái quan điểm nó khác nhau những cái nhìn nhận nó khác nhau đúng chưa à... Và có thể chúng ta cũng đến từ những cái đội nhóm hoặc là những cái hệ thống khác nhau. À, nhưng mà chắc chắn đó là chúng ta sẽ có một cái đó là chung. À, các anh chị có thể không mình giúp Nguyễn là Nguyễn với tất cả các anh chị là chúng ta chung cái gì không ạ? À? À, các anh chị comment giúp Nguyễn đi ạ. À? Theo các anh chị là chúng ta chung với nhau cái gì ạ? À? Ok. À, chúng ta có một cái chung đúng không các anh chị? Đó là chúng ta đều là cái người làm rugby hết. À, chúng ta sẽ có những một cái mục tiêu chung đó là chúng ta sẽ phát triển cái kinh doanh và xây dựng một cái cộng đồng kinh doanh lớn mạnh cùng với copy đó không ạ nên ở đây là à, chúng ta không chỉ làm việc ở cái tinh thần đó là chúng ta vì mình đó không mà mà chúng ta cũng sẽ làm việc với cái tinh thần đó là vì nhau ở đây thì những anh chị nào là trong 4 ngày vừa qua đúng không ạ à, chưa được 4 ngày đúng không 4 ngày rưỡi à, chúng ta đang cùng với cái tinh thần là vì nhau ở đây là chúng ta đang cùng nhau để chiến đấu cho cái mục tiêu đó là ít hai danh số rất để mà mừng sinh nhật ruppy 5 tuổi mà ai ở đây là những người là mình đang cam kết à, mình đang gọi là mình điên cuồng mình chiến đấu cho cái mục tiêu gọi là vì nhau này để mà tháng này thì chúng ta có thể rút được một cái cột mốc thật sự là theo Nguyễn đó là một cái kỳ tích lớn thật sự các anh chị nó chứ nó không phải nhỏ đâu à, đó là cột mốc 200 tỷ đúng không ai ở đây như vậy thì có thể không mình tôi giúp Nguyễn các anh chị ha rất là mong đó là chúng ta sẽ có một cái tháng mà chúng ta sẽ à, có thể vì nhau độ các anh chị chúng ta làm một cái điều gì đó và kết thúc cái tháng này à, chúng ta sẽ tiếp nối cái tinh thần vì nhau này để mà những cái khoảng cách à, những cái giới hạn về cái chuyện là vùng miền độ tuổi nghề nghiệp hay ở đây đó là có thể là những cái nhóm khác nhau những cái hệ thống khác nhau nó có thể xóa nhòa gọi là nhiều nhất có thể để mà chúng ta cùng nhau mình chung tay mình hướng tới những cái mục tiêu gọi là xa hơn cao hơn và vĩ đại hơn cùng với Robbie, các anh chị ha rồi ok thì à... À, như các anh chị cũng biết rồi đó bên phía à, cộng đồng đại lý của chúng ta thì mình sẽ có một cái chính sách đó các anh chị đó là cái chính sách hợp tác marketing đúng à, đó là cái chính sách mà các anh chị sẽ tham gia vào các công tác mở rộng cái à, cái số lượng user và cái cộng đồng à, hợp tác kinh doanh cùng với Rappi à, và thông qua cái việc mà các anh chị mở rộng các anh chị dẫn dắt các anh chị đào tạo và các anh chị xây dựng nên những cái con người có thể kinh doanh thành công có thể kiếm được tiền hoặc là thậm chí có thể trở thành coach và mentor trong cái nền tảng kinh doanh này À, thì chúng ta sẽ có một cái chính sách của bên phía cộng đồng đại lý STC đó là chính sách hợp tác marketing đó, thì với chính sách hợp tác marketing thì chúng ta cũng sẽ phân bổ ra cái cấp độ được chưa à, để mà chúng ta có các cái ba rem liên quan về cái mức độ mà phần trăm thưởng thêm cho các anh chị thù lao mới tinh cơ bản, thù lao mới tinh nâng cao cũng như là cái phần thưởng năm đúng không thì hiện tại là theo cái ba rem thì chúng ta sẽ có tổng cộng là tất cả những cái cấp độ sau đây, thứ nhất là mình sẽ có ba cấp độ đó là Uh, COS đúng không ạ? À? Ba cấp độ cost, cost 1 star, 2 star và 3 star, tức là mình hay nói nửa anh nửa Việt là cost một sao, cost 2 sao đó <laughs> đúng không? Uh, nhưng mà nếu mà mình nói thuần tiếng Anh thì mình phải gọi là cost 1 star đúng không? Còn nếu mà mình nói tiếng Việt là mình phải nói là huấn luyện viên một sao. Uh, sau khi mà các anh chị lên được uh, huấn luyện viên 3 sao rồi và các anh chị duy trì từ 6 uh, tháng trở lên thì các anh chị sẽ trở thành một cái uh, Uh, mentor One Star, đúng không, tức là mentor một sao đó. Uh, thì nếu mà mình nói thuần tiếng việt thì nó phải là uh, cố vấn một sao đúng không? cho tới cấp độ cao nhất hiện tại là cố vấn 50 sao thì đây là cái ba rem mà hiện tại là mình đã có quy định về các cái quyền lợi của các anh chị về thu nhập về thưởng năm uh, về du lịch uh, và cả một số các cái quyền lợi đi kèm về cái vai trò vị trí của các anh chị trong cộng đồng uh, đại lý STC uh, cũng như là đại diện cho cộng đồng này làm việc với bên phía uh, 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 ruppy và bdb uh, không biết là ở đây thì uh, sau khi mà các anh chị đã lên được tới uh, huấn luyện viên một sao rồi thì uh, cái mục tiêu của các anh chị là mình sẽ trở thành uh, mentor mấy sao uh, trong cái cộng đồng đại lý STC à? các anh chị có thể không mình chút nguyễn rồi mà. Uh, là mình sẽ trở thành sao các anh chị uh, mentor mấy sao à? các anh chị đã có cái mục tiêu này chưa sau khi mà các anh chị lên có ba sao rồi à anh chị comment giúp Nguyễn các anh chị ha. Rồi, ok. Thì mình sẽ quay lại với cái nội dung chính đó là cái văn hóa và quy tắc ứng xử khi mà chúng ta hợp tác với nhau đúng không các anh chị? Thì như Nguyễn nói rồi đó, chúng ta đến từ rất là nhiều những cái hệ thống khác nhau, từ đội nhóm khác nhau. chúng ta được nuôi dưỡng được phát triển ở những cái môi trường văn hóa khác nhau, vùng miền khác nhau. Nên cái chuyện mà chúng ta có những cái góc nhìn khác nhau chúng ta có những cái quan điểm khác nhau, chúng ta có những cái cách ứng xử nó khác nhau, ấy, là cái chuyện nó hoàn toàn ấy, là hiển nhiên các anh chị, đó mà và những cái vấn đề đó thì chúng ta không thể ngồi để mà chúng ta tranh luận với nhau đúng sai được. À, do đó để mà ngày hôm nay chúng ta có một cái môi trường mà chúng ta sẽ có thể hợp tác với nhau, chúng ta làm sao ấy, là để tất cả những cái cá nhân khác biệt này có thể đồng hành với nhau được, có thể làm việc được với nhau được và chúng ta tạo ra một cái môi trường để làm sao ấy, tất cả chúng ta À, sau một cái ngày mà chúng ta làm việc ở bên ngoài đó mà tất cả chúng ta sau những cái bộn bề của cuộc sống sau những cái lo toan cuộc sống chúng ta có thể quay trở lại với cái môi trường stc này và chúng ta có thể tự hào và chúng ta cảm thấy thoải mái rằng đây sẽ là cái gia đình thứ hai của mình thì chúng ta sẽ cần phải xây dựng một cái yếu tố rất là quan trọng mà tất cả những cái à, gì các anh chị à, các cái quốc gia hay nhỏ hơn là một cái cộng đồng một cái xã hội một cái tổ chức hay nhỏ hơn nữa là một cái gia đình là phải có đúng không canh ngay cả cái gia đình của mình đó là chỉ có hai người có ba người có bốn người hoặc là ba thế hệ thì có thể đông hơn 6 người 10 người à, thì chúng ta cũng biết là một cái gia đình cũng phải có văn hóa đúng không à, ngay cả ở Việt Nam mình thì chúng ta cũng có một cái chính nhận là gì gọi là gia đình văn hóa các anh chỉ có muốn rằng là chúng ta sẽ ở trong một quốc gia chúng ta sẽ ở trong một cái địa phương chúng ta sẽ ở trong một cái tổ chức hay là chúng ta ở trong một cái gia đình mà bị người khác gọi là vô văn hóa không ạ à? <laughs> à, chúng ta muốn hay không muốn các anh chị ai ở đây là những người mình tin rằng là mình là người có văn hóa và mình sẽ cùng nhau để mà mình xây dựng một cái hình ảnh về một cái tổ chức nào đó một cái cộng đồng nào đó một cái nhóm người nào đó mà đi đâu mình cũng có thể tự hào và đi đâu thì người khác khi mà nghe tới mình thì người ta đều phải trầm trồ khen ngợi rằng là chúng ta là những người trong một cái cộng đồng có văn hóa mà nếu mà các anh chị đồng ý với nguyễn là chúng ta sẽ chung tay cho cái chuyện này thì mình không mình nguyễn là đồng ý các anh chị ha chúng ta không thể nào là có một cái cá nhân hoàn hảo được các anh chị nhưng mà chắc chắn với các anh chị đó là chúng ta sẽ có một cái tập thể hoàn hảo đúng không các anh chị mỗi cá nhân của chúng ta nó giống như là một cái mắt xích nó giống như là một cái bánh răng vậy đó ngày hôm nay chúng ta không thể cùng nhau xây dựng cái cộng đồng cũng như cái kinh doanh này lớn mạnh mà chỉ có nguyễn chỉ có các mentor hoặc là chỉ có các anh chị đúng không các anh chị khi mà mình vào Rocky mình sẽ thấy là có người thì mình sẽ mạnh về bán hàng, có người thì mình sẽ mạnh về lan tỏa, có người á, là mình sẽ lại mạnh về mặt tư tưởng về mặt quan điểm đúng không các anh chị có người á, là có thể đứng bục thuyết trình nhưng mà có người thì lại mạnh về tổ chức có người thì có thể lo về âm thanh ánh sáng đúng không các anh chị có nam thì cũng có nữ có người lớn thì cũng có người trẻ vân vân và mỗi người chúng ta một cái mắt xích như vậy khi mà chúng ta ráp nói lại với nhau chúng ta tạo ra một cái cổ máy đó mà à, ở đây nó là Robby ở đây nó là STC để mà cùng nhau khi mà cái cổ máy này nó vận hành là có một cái vấn đề, có một cái chuyện nó chắc chắn nó sẽ xảy ra. Đó là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau là mình tiến về phía trước. Đúng không các anh chị? À, như vậy ngày hôm nay để mà các cái mắt xích này chúng ta có thể à, ráp nối lại với nhau, chúng ta có thể đi dài được với nhau, à, thì chúng ta cần phải có những cái văn hóa, có những cái quy tắc mà chúng ta sẽ phải tuân thủ trên những cái văn hóa và quy tắc đó để đảm bảo rằng là khi mà chúng ta hợp tác với nhau thì chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa các cái tranh chấp, các cái mâu thuẫn hoặc là những cái vấn đề mà nó làm cho chúng ta không còn cảm thấy vui vẻ không còn cảm thấy happy với nhau hoặc là với cái cộng đồng này đúng không các anh chị bao nhiêu anh chị ở đây là sau một cái ngày làm việc sau những cái bộn bề lo tan cuộc sống ngoài thừa, đời thường cái việc mà các anh chị trở lại về với đội nhóm của mình cái việc mà các anh chị trở về cái cộng đồng này nó thực sự làm cho các anh chị cảm thấy happy làm cho các anh chị cảm thấy thoải mái không mình ai ở đây là những người mình cảm nhận được cái việc đó thì mình có thể không mình giúp nguyễn là tôi đi các anh chị À, vậy thì đầu tiên đó là mình phải xác định đúng không ạ à? À, văn hóa là cái gì mà quy tắc ứng xử là cái gì đúng không các anh chị mà các quy định mà mang tính văn bản của công ty là cái gì à, đầu tiên là các quy định của công ty à, khi mà mình hợp tác với roppy thì roppy sẽ có một cái quy định nhất định đúng không các anh chị à, mà nó đã trở thành văn bản rồi nó là giấy trắng mực đen rồi nó sẽ có những cái điều khoản cụ thể rõ ràng là ở vai trò một cái đại lý của roppy chúng ta sẽ được những cái quyền lợi gì và ngược lại chúng ta cũng sẽ có cái, những cái nghĩa vụ gì trong cái chuyện mà chúng ta hợp tác với nhau đây là những cái quy định mà nếu như mà chúng ta làm tốt thì chúng ta sẽ được thưởng đó mà trên cái hệ chính sách của robby và ngược lại nếu như mà chúng ta mà vi phạm thì chúng ta sẽ bị phạt Đúng không các anh chị ví dụ à, hiện tại robby mình sẽ có một số các cái quy định à, như là nếu như các anh chị bán hàng phá giá thì robby sẽ đơn phương chấm dứt cái vai trò hợp tác đại lý với các anh chị tức là mình hay nói ngắn gọn là cắt user đó. Đúng không ạ? À? À, các anh chị là cướp khách hàng của người khác. Đúng không ạ? À? Các anh chị à, cướp đại lý của người khác. À đúng không ạ? À? à các anh chị có những cái tuyên bố sai lệch về công ty hoặc là các anh chị sử dụng hình ảnh của công ty cho những cái việc nó bị sai trái, vân vân. Được chưa? À? À, thì tất cả những cái vấn đề đó thì nó sẽ đều gọi là vi phạm những quy định à, đã được gọi là à, quy chuẩn rõ ràng khi mà các anh chị vào hợp tác với Roppy rồi thì Roppy sẽ có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng à, hợp tác với các anh chị. Thì những cái đó nó gọi là quy định. Được chưa? À, tuy nhiên ngày hôm nay là mình sẽ nói à, cái nội dung nó nằm ở bên phía cộng đồng của mình, đó là văn hóa và quy tắc ứng xử. Được không ạ? À? À, khi mà chúng ta à, sống ở Việt Nam đúng không các anh chị? À, thì chúng ta sẽ biết là à, để mà trở thành một người công dân thì chúng ta phải sống và làm việc theo pháp luật. Ví dụ, nếu mà chúng ta đi trộm cắp thì chúng ta sẽ bị phạt tù đúng không? À, chúng ta không có được buôn bán chất cấm này. À, chúng ta không có được à, 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 kinh doanh những cái mà nó sai pháp luật ví dụ như là à, mại dâm chẳng hạn đúng không các anh chị à, chúng ta không có được đánh người khác vân vân. khi mà các anh chị vi phạm những cái quy định mà gọi là về mặt pháp luật của nhà nước thì các anh chị sẽ bị xử lý trên những cái quy phạm pháp luật mà đã được quy định rõ ràng ví dụ như là mình à, ra đường mình tham gia giao thông mà mình sử dụng rượu bia đúng không thì ví dụ như là các anh chị à, sẽ bị phạt à, nếu mà mình bị phát hiện là ví dụ như là 10 triệu đi ha thì cứ là các anh chị bị phát hiện thì các anh chị sẽ bị phạt 10 triệu thì những cái đó nó sẽ gọi là pháp luật đúng không các anh chị à, thì ngày hôm nay khi mà chúng ta tham gia vào trong cái cộng đồng stc cũng vậy thì chúng ta cũng sẽ có những cái gọi là quy tắc ứng xử à, tức là mình sẽ có những quy tắc rõ ràng với nhau là trong quá trình là mình làm việc với nhau và ở vai trò là một cái thành viên trong cái cộng đồng này thì mình sẽ được làm cái gì và có những cái việc gì á, là mình sẽ tuyệt đối không được làm nếu mình làm á, thì coi như giống như là mình vi phạm pháp luật vậy đó à, thì bên phía cộng đồng thì mình có thể là cái gì à? mình sẽ dừng cái việc hợp tác kinh doanh hoặc là phối hợp kinh doanh hoặc là cho các anh chị được tham gia vào những cái hoạt động chung của cái cộng đồng stc rồi chơi các anh chị tuy nhiên đó là các anh chị hình dung là ngoài những cái vấn đề mà đã từng được xảy ra hoặc là đã được quy định bằng pháp luật đúng không tức là ở đây là mình đã được quy định bằng quy tắc ứng xử thì có những cái là nó sẽ chưa được quy định hoặc là nó không thể đưa thành pháp luật được mà lấy ví dụ như là chúng ta đang sống trong một cái cộng đồng một cái địa phương nữa đi đúng không ạ à? À, khi mà các anh chị mà lấy ví dụ như là các anh chị à, mình đánh đập À, phụ huynh của mình đúng không các anh chị mà gây ra thương tích thì mình sẽ có thể là bị phạt tù do là mình à, đánh người đúng không các anh chị tuy nhiên á, là các anh chị có thể là mình không đánh người nhưng mà bây giờ là mình sẽ không có nuôi dưỡng mình không có à, gọi là à, hiếu đạo với phụ huynh của mình đi các anh chị thì pháp luật không có xử lý mình được đúng không các anh chị pháp luật không có ép mình là mình phải phụng dưỡng hay là mình phải báo hiếu gì hết mình nuôi được thì mình nuôi mình không nuôi được thì mình không nuôi đó mà à mình chỉ là à, mình không nuôi mình không báo hiếu hoặc là mình có những cái lời lẽ thế này thế kia với phụ huynh của mình đi các anh chị thì về mặt quy định pháp luật là mình sẽ không có sai tuy nhiên là về mặt tiêu chuẩn về mặt văn hóa cộng đồng thì là mình sẽ không được chấp nhận những cái hành động như vậy đúng không à, nếu như mà tất cả những cái người thân xung quanh các anh chị bạn bè các anh chị đối tác làm ăn của các anh chị cơ quan mà các anh chị làm việc biết là các anh chị ví dụ mình bất hiếu với ba mẹ của mình đi chẳng hạn à, thì có thể người ta cũng không làm gì được mình các anh chị nhưng mà người ta sẽ bài xích mình đó mà người ta sẽ xa lánh mình à, người ta sẽ không hợp tác với mình đó không các anh chị người ta nghỉ chơi với mình à, thì những cái ứng xử như vậy á, thì mình sẽ gọi là vi phạm văn hóa tiêu chuẩn cộng đồng thì cộng đồng là người ta sẽ cách ly mình đó không các anh chị À, như vậy á, là ngoài cái việc là chúng ta sống trong một cái cộng đồng hoặc là bây giờ ví dụ chúng ta sống ở đất nước Việt Nam đi thì chúng ta phải quy định những cái à, Chúng ta phải làm theo những cái gọi là quy định của pháp luật đúng không ạ Thì chúng ta cũng phải sống và tuân thủ Theo những cái gọi là tiêu chuẩn văn hóa Của người Việt Nam Đúng các anh chị à, Ví dụ như là văn hóa của người Việt Nam là mình phải trung thực Đó thì mình phải trung thực Còn nếu mình không trung thực là người Việt Nam không chơi với mình Đúng các anh chị à, Văn hóa của người Việt Nam mình là phải à, Sao các anh chị à, Yêu thầy kính bạn gì đó À, thì mình không phải mình không tuân thủ những cái văn hóa đó mình không thích những cái văn hóa đó thì coi như là mình cách ly mình khỏi cái văn hóa đó văn hóa của người việt nam là mình phải kính trên nhường dưới đúng không mình phải hiếu đạo ví. À, à, với cái người sinh thành của mình chẳng hạn thì các anh chị không muốn làm việc đó. các anh chị không thích làm việc đó các anh chị đi ngược lại cái việc đó à, thì cơ quan nhà nước không xử lý các anh chị được không ai xử lý các anh chị được hết nhưng mà cộng đồng là người ta sẽ à, sao à? à người ta sẽ đào thải mình loại thải mình thì những cái đó nó sẽ gọi là văn hóa đúng không à, thì cái việc của chúng ta là chúng ta sẽ cần phải có những cái tiêu chuẩn về mặt văn hóa để làm sao các anh chị? À, để mà ngày nay ngày ngày để mà mặc về mặt lâu dài thì sau này khi mà các anh chị đi ra ngoài các anh chị gặp mọi người bên ngoài kia các anh chị có thể tự hào các anh chị nói rằng là tôi đang làm Rappi tôi là một cái thành viên của cộng đồng Rappi hoặc là tôi là một cái thành viên của cộng đồng STC đúng không các anh chị văn hóa là những cái gì đó mà khi mà người ta nhắc tới cái cộng đồng đó tới cái tổ chức đó người ta phải nhắc về một số cái đức tính nào đó hoặc là ngược lại khi mà nhắc tới một cái cộng đồng là lành mạnh là người ta sẽ nhắc tới stc khi nhắc tới một cái cộng đồng mà giúp đỡ lẫn nhau thì người ta sẽ nhắc tới stc khi mà nhắc tới một cái cộng đồng đó, là mình không có vì quyền lợi mà mình tranh giành đúng không à, mình cướp khách mình cướp đại lý là vân vân gì đó thì người ta sẽ nhắc tới stc thì tất cả những cái yếu tố đó thì nó sẽ được gọi là văn hóa thì cái vai trò của văn hóa thì nó sẽ tác động như thế nào vào trong cái công việc Ít nhất là bây giờ là các anh chị đang là một thành viên của STC Đúng không à? Là một đại lý của Robin Thì cái văn hóa nó sẽ tác động như thế nào tới cái hoạt động kinh doanh của các anh chị Đúng không ạ? À? À, các anh chị hình dung là văn hóa nó sẽ giống như là ngày hôm nay à, Chúng ta là những cái cây gì đó các anh chị Và văn hóa nó sẽ là cái môi trường để mà chúng ta trồng cái cây đó Đúng không các anh chị? À, chúng ta có thể là những cái hạt giống rất là tốt nhưng nếu cái hạt giống nó được gieo trồng vào một cái môi trường đất mà nó không tốt Thì cái hạt giống đó nó có tốt cỡ nào thì nó cũng không thể nảy mầm Mà nếu nó có nảy mầm thì nó cũng không thể nào phát triển một cách là nó khỏe mạnh Hoặc là nó lớn được Đúng không các anh chị? Một cái hạt giống tốt thì luôn luôn sẽ cần một cái môi trường tốt à, Mình có một cái câu là chúng ta cũng hay nói với nhau luôn các anh chị Đó là môi trường là nó mạnh mẽ hơn ý chí Môi trường là nó sẽ quyết định ý chí Ngày hôm nay với cái vai trò là các anh chị cũng là một cái người hết sức là bình thường. Mình bước vào trong cái cộng đồng đại lý của Roppy, mình bước vào trong STC. Nếu như mà mình thấy cái cộng đồng này mọi người không giúp đỡ lẫn nhau, mình có muốn ở trong đây không à? Mình thấy cái cộng đồng này là ai cũng chăm chăm vào quyền lợi cá nhân của mình thôi, mình còn thích ở đây không à? Mình ở trong cái cộng đồng này mà mình thấy cứ ai cũng nói xấu ai hết, mình thích ở trong đây không à? Mình ở trong cái cộng đồng này là mình luôn trong trạng thái là khách hàng của mình rồi đại lý của mình thành viên trong nhóm của mình là luôn luôn bị trực chờ là có thể là người ta sẽ bị dụ dỗ bị cướp hoặc là bị lôi kéo qua với nhóm khác kinh doanh đó, là mình còn thích ở đây nữa không các anh chị à, thích hay không thích các anh chị hay là mình thấy cái việc đó bình thường ai là những người là mình không thích thì mình không mình giúp miễn là không thích ai cảm thấy bình thường là không mình bình thường các anh chị hình dung không ạ à? một cái môi trường không tốt á, thì nó sẽ không thể nuôi dưỡng cho những hạt giống tốt một cái môi trường không tốt thì nó cũng không thể là cái nơi mà những cái người tốt đó mà những cái cá nhân tốt có thể phát triển cũng như là người ta có cái sự mong muốn là người ta gắn bó người ta ở lại các anh chị thì ngày hôm nay các anh chị đã lên được tới cái vai trò là có 3 sao rồi các anh chị đã có nhóm rồi có thể nhóm các anh chị chưa đông nhưng mà cũng có thể là 5 người 10 người hay là những anh chị nào ở đây cơ cấu tốt thì là 50 người trăm người hoặc là 200 trăm người đó mà các anh chị có thể không mình chút bị cái con số những thành viên trong nhóm mà từ các anh chị xuống rồi mà các anh chị cho Nguyễn một con số đi các anh chị thì các anh chị cẩn thận đi ở cái vai trò của Nguyễn và tất cả các anh chị nếu như mà chúng ta không chung tay chúng ta xây dựng một cái môi trường tốt thì ngày sau khi mà các anh chị có tuyển được bao nhiêu thành viên vào nó giống như là các anh chị có dạ, rải bao nhiêu hạt sống hạt giống mà nó xuống cái nền đất không tốt thì rồi tất cả những cái hạt giống này nó cũng sẽ chết đi thì rồi tất cả những cái cây mà các anh chị đã tốn rất nhiều thời gian công sức để các anh chị ươm trồng thì nó cũng sẽ chết đi hoặc là nó cũng không thể nào gọi là đơm hoa kết trái như cái mong muốn của các anh chị. Các anh chị cứ tưởng tượng đi. Bây giờ các anh chị tuyển một cái cộng tác viên, một cái lý vào là nó khó hơn các anh chị. Các anh chị thấy khó hay thấy dễ à? Ai ở đây mà thấy khó thì không mình khó. Ai thấy dễ thì không mình dễ. Còn ai thấy bình thường thì không mình bình thường. Đúng không các anh chị. Các anh chị cứ tưởng tượng đi. Bây giờ một cái người mới là người ta giống như một cái trang giấy trắng vậy đó. Các anh chị là những người các anh chị muốn viết cái gì lên trang giấy trắng đó. Các anh chị muốn viết lên một cái bức tranh là nó tươi đẹp Một cái bức tranh là nó đa màu sắc Một cái bức tranh là của những cái niềm vui Hay các anh chị muốn là một cái thành viên mới trong tim mình Các anh chị viết vào đó một cái bức tranh nó màu đen xám xịt Đó mà, các anh chị muốn viết lên nó Một cái, những cái gì các anh chị Những cái đường vẽ nó mệt ngoạt, nó vô hồn Đúng không các anh chị à, Thì cái người mới là người ta không có tội gì hết các anh chị Người ta vào người ta chưa biết như thế nào hết Cái người mới giống như một cái đứa trẻ vậy đó giống như con cái của các anh chị sinh ra là nó trắng trơn nhưng mà vì nếu như gia đình của mình mà không có tốt hoặc là chính các anh chị đây không tốt thì con cái của mình thì rất đơn giản thôi mình sao thì nó vậy thôi đúng không các anh chị à, thì nguyễn với tất cả các anh chị ở đây là những người đi trước người mới người ta vào người ta đâu biết cái cộng đồng stc này như thế nào đâu nhưng nếu người ta vào đây người ta thấy là à, cướp khách cũng bình thường đúng không thì người ta cũng cướp khách người ta thấy là cướp đại lý của nhau cũng bình thường đúng không thì mình cứ cướp đại lý của nhau thôi À, mình thấy mọi người trong đây ấy, là ai cũng tranh nhau ấy, ai cũng giành nhau không ai giúp đỡ lẫn nhau ấy, thì người ta cũng sẽ ứng xử theo như vậy thôi cánh chị có mong muốn cái việc đó diễn ra không mà? à ai ở đây là những người muốn thì không mình muốn ai ở đây là những người không muốn những cái việc như vậy diễn ra thì không mình giúp nguyễn là không cánh cái tiếp theo nữa là cánh chị hình dung là à, khi mà chúng ta đi tuyển đại lý chúng ta phát triển cái cộng đồng này chúng ta cũng rất là mong muốn cái cộng đồng của chúng ta sẽ có những cái cá nhân giỏi có những cái con người tốt đẹp tham gia vào đúng không thì các anh chị cứ tưởng tượng đi ngày hôm nay khi người ta vào và thấy một cái cộng đồng mà nó không tốt như vậy thì tự người ta sẽ ao ra các anh chị. À, nên là văn hóa nó sẽ có một cái vai trò cực kỳ là quan trọng cho cái việc xây dựng cả một quốc gia hoặc là bây giờ chúng ta đang ở trong một cái cộng đồng thì nó sẽ có vai trò là tối quan trọng cho việc xây dựng một cộng đồng nó sẽ có vai trò ở đây nó sẽ là tạo ra một cái bộ lọc tự nhiên các anh chị văn hóa sẽ tạo ra một cái bộ lọc tự nhiên các anh chị có thể không mình giúp Nguyễn ha, bộ lọc tự nhiên. Tại sao Nguyễn nói văn hóa nó sẽ giúp cho các anh chị tạo ra một cái bộ lọc tự nhiên các anh chị? À, thì ngày hôm nay các anh chị cứ tưởng tượng nếu như mà chúng ta có những cái tiêu chuẩn, chúng ta có những cái văn hóa tốt thì khi chúng ta tuyển đại lý vào ai là những người người ta phù hợp sẵn với những cái văn hóa đó thì tự nhiên người ta sẽ ở lại với cái môi trường này. Đúng không các anh chị? Ai là những người ngoài kia có thể người ta không có được giáo dục hoặc người ta không có một cái môi trường giống mình, người ta có cái văn hóa khác mình nhưng người ta vào đây là người ta cảm thấy là wow, cái môi trường này tốt quá. Những cái văn hóa này tốt quá. Mình phải thay đổi, mình học theo. Thì người ta sẽ thay đổi theo cái chiều hướng tốt đẹp để người ta phù hợp và người ta ở lại với cái cộng đồng này. Và thứ ba đó là những cái cá nhân nào người ta không có phù hợp văn hóa với mình. Người ta có những cái quan điểm khác mình. Ví dụ như là mình nói là mình không có cướp khách thì mình là văn hóa của mình. Nhưng mà có những người là người ta bảo không, tôi là tôi cướp là tôi mới thích thôi. Được không các anh chị? thì tự nhiên là người ta thấy người ta không có phù hợp với cái cộng đồng của mình thì tự nhiên là người ta sẽ ao ra thì như vậy nó sẽ giúp cho cái công tác dẫn dắt của các anh chị nó giúp cho cái công tác sàng lọc để tìm kiếm nhân tố của các anh chị là nó trở nên nhẹ nhàng và nó dễ dàng hơn các anh chị hình dung chưa à? thì đó là cái vai trò của văn hóa à, các anh chị đã hiểu văn hóa là gì hiểu quy tắc ứng xử là gì và hiểu cái vai trò của văn hóa và quy tắc ứng xử là như thế nào rồi á thì các anh chị không mình à, đã hiểu giúp nguyện đúng không ạ à? À, thì sau khi nghe tới đây rồi các anh chị có muốn là cùng với nguyễn và tất cả những cái à, thành viên còn lại trong cộng đồng của chúng ta thì mình sẽ cùng nhau mình xây dựng cho tất cả chúng ta cũng như cái cộng đồng này trở thành những cái con người hoặc là trở thành một cái cộng đồng có văn hóa không ạ à? <laughs> à, bao nhiêu anh chị ở đây là những người là mình sẽ chung tay để mà chúng ta cùng nhau à, xây dựng cái cộng đồng có văn hóa như nguyễn nói thì các anh chị không mình giúp nguyễn là tôi các anh chị rồi ok thì đầu tiên á là hiện tại á là trong những cái chương trình uh, seminar lần trước thì uh, bên phía uh, cộng đồng của chúng ta thì từ những cái uh, nhóm nhỏ đầu tiên thì mình đã có từng thống nhất với nhau một cái văn hóa uh, đó gọi là văn hóa 5T thì cái văn hóa này mình đã thống nhất với nhau từ cuối 2018 rồi các anh chị uh, thì bao nhiêu anh chị ở đây là những người là đã từng biết tới cái văn hóa 5T này rồi uh, thì không mình giúp Nguyễn là đã biết còn ai ở đây là những người là lên tới code 3 sao rồi Và ngày hôm nay có mặt trong cái zoom này Thì mới được nghe tới cái việc là mình có tồn tại một cái văn hóa Gọi là văn hóa 5T Là không mình giúp Nguyễn là chưa biết các anh chị Ok Thì cộng đồng của chúng ta là mình sẽ có một cái văn hóa chung Thì mình sẽ gọi là văn hóa 5T và cái văn hóa này nó sẽ được viết tắt dựa trên cái chữ T của năm cái thành tố. Đúng không các anh chị? À, cái thành tố thứ nhất đó là à, cái sự tin tưởng các anh chị à, Tại sao là chúng ta lại chọn á, là cái thành tố văn hóa đầu tiên á, đó là chúng ta tin tưởng các anh chị Chúng ta không thể thành công nếu mà chúng ta không tin tưởng vào chính mình Đúng không các anh chị? Chúng ta không thể chiến đấu và chúng ta không thể thành công ở Roppy nếu chúng ta không tin vào cái mô hình kinh doanh của Roppy à, Chúng ta không thể hợp tác với nhau, chúng ta không thể đi theo những người mentor đi trước của mình nếu như mà mình không tin tưởng vào những cái thành viên còn lại nếu như mình không tin tưởng vào cái người mentor cái người dẫn dắt của mình nếu như mà chúng ta không tin tưởng nhau đúng không các anh chị à, nên là cái yếu tố tin tưởng là cái yếu tố tiên quyết đầu tiên bao nhiêu anh chị ở đây là những người mình tuyệt đối tin mình mình tuyệt đối tin Robby và mình tuyệt đối tin tưởng vào cái sự dẫn dắt và lèo lái cái con thuyền của mentor của mình thì không mình giúp Nguyễn là tôi tuyệt đối tin tưởng đi các anh chị các anh chị hãy không mình giúp Nguyễn là tôi tuyệt đối tin tưởng Ok, 14 25 rồi các anh chị Nguyễn còn 5 phút không biết sao nói cho kịp nữa. <laughs> ok, không biết là ban tổ chức là <laughs> có cho trái <cháy> giờ không ạ? <laughs> à? ban tổ chức là không mình giúp Nguyễn đi. Rồi. <laughs> cái văn hóa thứ hai à, đó là cái văn hóa thương yêu các anh chị. À, đúng không ạ? À? À, ngày hôm nay khi mà chúng ta hợp tác kinh doanh cùng với nhau thì đầu tiên tất chắn là chúng ta sẽ đến với Rappi là vì vấn đề tài chính các anh chị. Đó mà. Nhưng nếu như ngày hôm nay chúng ta không xuất phát từ tình yêu chính bản thân mình chúng ta không xuất phát từ cái tinh thần là chúng ta thương yêu gia đình của mình thì quý nghĩ chỉ có cái động lực để kiếm tiền thôi là nó không đủ để các anh chị phải chiến đấu cho cái sự thành công của các anh chị nếu như mà chúng ta không có cái tinh thần thương yêu nhau thì chúng ta sẽ không thể cảm thông cho cái sự khác biệt của nhau chúng ta không thể cảm thông cho những cái thiếu sót những cái chưa hoàn thiện của nhau đúng không các anh chị chúng ta không thể nếu chúng ta không đủ thương yêu nhau thì chúng ta sẽ rất là khó để đi cùng với nhau nguyện chắc chắn với các anh chị ở đây là ít hay nhiều cái chuyện có thể chúng ta có những cái va chạm chúng ta có những cái mâu thuẫn với những cái thành viên khác trong đội nhóm của mình với những cái người ngang mình với những cái người dưới mình và thậm chí là cả những cái người trên mình đúng không mà tại vì chúng ta làm việc với nhau và chúng ta khác biệt nhau thì cái chuyện mà chúng ta không hiểu nhau chúng ta có những cái va chạm với nhau chúng ta có những cái mâu thuẫn với nhau là chuyện hết sức là bình thường các anh chị nhưng nếu ngày hôm nay chúng ta không có cái sự thương yêu nhau thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể cảm thông cho nhau để mà chúng ta đi với nhau tiếp được các anh chị đó mà giống như một cái gia đình mà không có sự cảm thông với nhau thì chúng ta không thể có một cái gia đình bền vững được đúng không các anh chị chứ đừng nói chi mà chúng ta có một cái tổ chức lớn bản thân nguyễn thì cũng chưa thể hoàn hảo bản thân tất cả các anh chị ở đây cũng chưa thể hoàn hảo và có thể có hoặc là mentor của các anh chị cũng chưa thể hoàn hảo đó mà có những anh chị mình có ít nhiều có kinh nghiệm kinh doanh từ trước rapi nhưng mà đại đa số có thể những anh chị ở đây là mình chưa biết gì về kinh doanh Mình đang làm giáo viên, mình đang làm bác sĩ, mình đang làm nông dân Thì ngày hôm nay cái chuyện mình vào rugby mình chưa biết làm Những cái gì về văn hóa, về kinh tế mình chưa biết Những cái gì làm sao để mà quyết trần đào tạo mình chưa biết đó mà nếu như mà chúng ta không thương yêu nhau thì chúng ta suốt ngày là chỉ có bắt lỗi nhau thôi tại sao có không giỏi như vậy tại sao mentor không biết cái này đó mà tại sao mentor của người ta thì thế này còn mentor của tôi thì thế này đúng không các anh chị À, nên là ngày hôm nay cái nền tảng rất là quan trọng tiếp theo để mà chúng ta có thể ở cùng nhau chúng ta phấn đấu cùng với nhau chúng ta vì các anh chị nương tựa lẫn nhau và chúng ta dần dần chúng ta gọi là cho nhau thời gian để mà cùng nhau chúng ta hoàn thiện của chúng ta phát triển vị trí phát triển thì nó phải tới từ cái văn hóa thương yêu bao nhiêu anh chị ở đây là chúng ta sẽ luôn luôn thương yêu mình luôn luôn thương yêu gia đình của mình và luôn luôn thương yêu những thành viên còn lại trong đội nhóm của mình thậm chí là miễn là người của Robby, của STC là mình thương yêu hết Thì mình không comment giúp miễn là thương yêu đi các anh chị Đó mà à, Những thành viên khác có thể chấp nhận Cái chuyện đó là chưa thể hoàn thiện của mình Thì ngược lại Mình cũng sẽ sẵn sàng dùng cái thương yêu Để mình chấp nhận cái sự chưa hoàn thiện Của những thành viên còn lại Rồi Cái chữ T thứ ba đó là tinh thần trách nhiệm anh chị. À, Chúng ta không thể nào trở thành Một cái con người thành công Nếu như mà chúng ta không có trách nhiệm được Các anh chị. À, đối với nguyễn á, là cái chữ trách nhiệm là cái cái chữ gọi là quan trọng hàng đầu các chị. tại vì trách nhiệm nó sẽ là cái nó sẽ quyết định cái và nó điều phối những cái quyết định những cái hành động và những cái sự lựa chọn trong cuộc đời của các anh chị trước những cái ngã rẽ trước những cái cám dỗ đúng không các anh chị nếu như ngày hôm nay chúng ta là một cái người mà không có trách nhiệm thì chúng ta sẽ mãi mãi không thể nào mà chúng ta điều phối được cái bản ngã của mình Nguyễn hay tất cả chúng ta và tất cả các anh chị ở đây ai cũng sẽ có cái bản ngã của mình hết các anh chị. À, <laughs> nếu như mà ngày hôm nay chúng ta thiếu yếu tố trách nhiệm, chúng ta sẽ rất là dễ dàng bị bị xa đà, bị xa ngã theo cái bản ngã của mình, theo cái nhu cầu cá nhân của mình. Đó mà nếu như ngày hôm nay chúng ta sẽ không có trách nhiệm, thì chúng ta cũng sẽ không có động lực để chúng ta phấn đấu, anh chị. Đó mà cái chữ trách nhiệm ở đây theo Nguyễn đầu tiên đó là chúng ta trách nhiệm với chính cái sự thành công, với chính cái tương lai của mình. Thứ hai đó là chúng ta trách nhiệm với chính cái tương lai của gia đình của mình. Và bây giờ ngày hôm nay khi mà chúng ta bước chân vào Rocky thì vì cái trách nhiệm này. Đó mà chúng ta sẽ có trách nhiệm với cái tinh thần kinh doanh chung. Chúng ta sẽ có trách nhiệm trong cái việc duy trì văn hóa quy tắc ứng xử. Chúng ta sẽ có trách nhiệm trong việc là cùng nhau chung tay xây dựng các chương trình huấn luyện đào tạo. Chúng ta sẽ trách nhiệm để mà chúng ta tham gia vào cái chuyện là gì à? tổ chức. Đó mà chúng ta biết thuyết trình thì chúng ta thuyết trình. Chúng ta không biết thuyết trình thì thôi chúng ta làm hot đúng không các anh chị? À, mình không biết làm hot thì mình thiết kế cái banner cũng được còn không ít nhất là mình trách nhiệm để làm gì à? à mình tham gia zoom thì mình cũng nghiêm túc để mà mình tạo một cái môi trường tốt để mà những cái thành viên mới người ta vào người và thấy à mình vào trong zoom học mình thấy ai cũng mở camera mình thấy ai cũng ăn mặc lịch sự nghiêm túc mình thấy ai cũng ghi chép mình thấy ai cũng tôn trọng cái buổi học này đúng không mà thì từ cái việc đó nó phải là, là trách nhiệm chứ còn không là ai học thì học kệ tôi là tôi ngồi tôi ăn tại tôi chưa ăn thì tôi ăn đúng không anh à, ai thì như thế nào kệ tôi học thì tôi cứ nằm lên nằm xuống hoặc là tôi cứ cởi trần để tôi học thôi không à? đâu có ảnh hưởng tới ai đâu không thích thì tắt dùm đi Đúng không các anh chị? thì từ từ những cái việc có thể nhỏ như vậy thôi thì nó phải đều xuất phát từ một cái yếu tố đó là trách nhiệm ok các anh chị đã hiểu được yếu tố trách nhiệm chưa bao nhiêu anh chị ở đây là những người mình đồng ý với nguyễn là chúng ta phải là những cái con người có trách nhiệm thì các anh chị hãy comment giúp nguyễn đi là tôi có trách nhiệm đó yếu tố thứ ba các anh chị ha yếu tố thứ tư là tích cực à, như thế nào là tích cực đúng không các anh chị à, bản thân nguyễn thì mình không có suy nghĩ rằng là chúng ta tích cực là chúng ta luôn luôn là một cái người là là lúc nào cũng tích cực lúc nào cũng màu hồng đúng không ạ à? lúc nào cũng gọi là hô hào các anh chị à, trong mỗi chúng ta ai cũng sẽ có cái những cái suy nghĩ tích cực cũng sẽ có những cái suy nghĩ tiêu cực đó là chuyện hết sức là bình thường đúng không à vũ trụ hay là mọi thứ là đều phải âm dương hài hòa có tốt thì mới có xấu có sáng thì phải có tối đúng không anh gì à, không ai ở đây là hoàn toàn tích cực và không ai ở đây là hoàn toàn tiêu cực được tuy nhiên là chúng ta có thể quyết định là cái phần nào trong chúng ta sẽ nhiều hơn đúng không anh gì à, chúng ta tích cực với cái hoàn cảnh của mình chúng ta tích cực với cái kết quả kinh doanh hiện tại của mình chúng ta tích cực với những cái mà chúng ta đã tốt rồi và chúng ta cũng tích cực với những cái có thể chúng ta chưa tốt để làm gì à? chúng ta có động lực để chúng ta hoàn thiện nó đúng không các anh chị khi mà các anh chị bước chân vào Rappi thì như Nguyễn nói rồi đó chính chúng ta cũng chưa có hoàn thiện mentor của chúng ta cũng chưa có hoàn thiện tổ chức của chúng ta cũng chưa có hoàn thiện mỗi ngày đôi qua các anh chị thấy rằng là chúng ta còn rất nhiều thứ là chúng ta phải nỗ lực chúng ta phải cùng nhau làm thì từ từ nó mới tốt được đúng không các anh chị à, ngày hôm nay các anh chị vào Rappi thì mình đã có rất là nhiều thứ có sẵn rồi nhưng mà các anh chị hình dung là bản thân Nguyễn hoặc là một số anh chị đi đầu à, chúng ta biết là giai đoạn đầu văn phòng mình cũng không có app mình cũng không có sản phẩm thì mình len ngoe được hai ba món chương trình huấn luyện đào tạo cũng không có nếu như mà mình không có những cái suy nghĩ tích cực mình không phải là cái người có thể nhìn ra được cái điểm sáng ở trong cả một cái vùng trời mà nó tăm tối thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có copy hoặc là chúng ta sẽ không có cái cộng đồng lớn mạnh là stc ngày hôm nay các anh chị ha à, thì mày ngày hôm nay đặc biệt là ở vai trò của một cái người là các anh chị đã là có là mentor là leader của đội nhóm của các anh chị rồi. Các anh chị nếu ngày hôm nay các anh chị không phải là người tích cực trong những cái thời điểm khó khăn đúng không ạ? Kinh doanh lúc nào nó cũng vậy các anh chị. Có lúc tốt thì sẽ có lúc nó sẽ không tốt. Kinh doanh nó cũng giống như là thời tiết vậy đó các anh chị. Nó cũng có bốn mùa xuân hạ thu đông vậy đó. Thì ở cái vai trò là một người dẫn dắt nếu như các anh chị không phải là cái người có thể nhìn thấy được cái điểm sáng ở cuối con đường thì ai sẽ là cái người có thể đứng ra để dẫn dắt đó mà để làm đầu tàu và để làm cái ngọn cờ chèo chống đó mà cho cái đội nhóm và cho cái niềm tin của những thành viên khác trong đội nhóm của mình đây đúng không các anh chị rồi ok đó là yếu tố thứ tư tích cực ở đây là ai là những anh chị là mình sẽ luôn luôn có thể tích cực luôn luôn có thể nhìn ra cả à, những cái gọi là gì à? điểm sáng trong những cái khoảnh khắc cho dù là gọi là gì à? tâm tối nhất À, thì mình có thể không giúp nguyễn là tôi tích cực các anh chị ha rồi cái văn hóa cuối cùng đó là cái văn hóa tưởng thưởng các anh chị sẽ nhìn thấy cái văn hóa tưởng thưởng là nó sẽ xuyên suốt trong rất là nhiều những khía cạnh của ROPPY cũng như là của STC khi mà các anh chị có thành tích kinh doanh các anh chị sẽ được công nhận có một sao có 2 sao có 3 sao khi mà quy mô kinh doanh của các anh chị đủ lớn các anh chị đã bắt đầu giúp được cho những cái thành viên khác trong nhóm của mình cũng thành công rồi chứ không phải chỉ có mình mình thành công thôi các anh chị sẽ được gọi là mentor đúng không tức là những cái người cố vấn các anh chị sẽ được tưởng thưởng không chỉ là bằng cái thu nhập bán lẻ trên công sức bán hàng của các anh chị mà các anh chị còn sẽ được tưởng thưởng thông qua cái chính sách hợp tác marketing đúng không ạ hàng năm khi mà thành tích kinh doanh của các anh chị đủ tốt đủ bình vững các anh chị sẽ được tưởng thưởng thông qua các khoản thưởng năm và những cái chuyến du lịch năm sau ở nước ngoài các anh chị sẽ được tưởng thưởng thông qua cái chuyện là khi mà các anh chị đạt những cấp độ đủ tốt, hệ thống cũng sẽ có những cái chương trình rally, những cái chương trình đại hội để mà tuyên dương cái thành tích của các anh chị, tuyên dương cái đóng góp của các anh chị. Hoặc là như là mỗi năm, đúng không ạ? À, năm nay thì chúng ta sẽ có chương trình đại hội năm, sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 1 đúng không các anh chị? Đây là cái sự kiện mà không chỉ chúng ta sẽ có một cái năm, à, có một cái thời điểm mà chúng ta gặp nhau, chúng ta tụ hội với nhau, mà đây cũng là một cái thời điểm mà chúng ta sẽ có cái không gian chúng ta có một cái thời gian có một cái chương trình với quy mô đủ lớn để mà chúng ta tuyên dương để mà chúng ta cảm ơn để mà chúng ta mời lên sân khấu những cái cá nhân đó mà những cái đơn vị ví dụ như là BDB đã có những cái đóng góp gọi là tích cực và xuất sắc cho cái cộng đồng của chúng ta trong xuyên suốt một cái năm qua đó mà chắc chắn với các anh chị ở cái vai trò là một cái thành viên của STC và của Robby mọi cái nỗ lực của các anh chị, mọi cái cố gắng của các anh chị và mọi cái thành tích kinh doanh của các anh chị luôn luôn sẽ được ghi nhận, luôn luôn sẽ được tuyên dương và luôn luôn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng, đó mà. Và bản thân chúng ta khi mà chúng ta có những cái thành viên như vậy xung quanh mình, chúng ta cũng sẽ rất là tôn trọng họ, chúng ta cũng sẽ rất là quý mến họ và chúng ta cũng sẽ rất là khâm phục những cái gì mà họ đã làm được, đó mà. Đó là cái giá trị tưởng thưởng. À, ở đây những anh chị nào là ngoài cái chuyện tiền bạc thật sự là các anh chị cũng rất là muốn tìm kiếm được cái sự tưởng thưởng cái sự công nhận cái sự khẳng định cho cái bản thân và cho những cái nỗ lực của mình tại cái môi trường kinh doanh của stc và của Ruby thì các anh chị có thể không mình giúp nguyễn là tưởng thưởng các anh chị ha thì đó là văn hóa 5 t nguyễn rất là mong là sau cái buổi ngày hôm nay các anh chị có thể phần nào đó hiểu và xa hơn nữa sau này các anh chị sẽ thấm nhuần được cái văn hóa 5 t để khi mà sau này là chúng ta nhắc về cộng đồng stc chúng ta nhắc về những người đại lý của Ruby chúng ta có thể tự hào nói rằng là chúng ta sẽ có cái văn hóa 5 t và cái văn hóa 5 t này là những yếu tố gì đúng không các anh chị bao nhiêu anh chị là mình sẽ là cánh tay nói dài không chỉ là bây giờ chỉ có nguyễn hoặc là một số các anh chị trong ban thường trực mình sẽ làm được các anh chị sẽ là những cánh tay nói dài để chúng ta cùng nhau mình xây dựng một cái tổ chức có văn hóa không chỉ là hướng vào trong mà còn sẽ là hướng ra cái hình ảnh bên ngoài với những người ngoài kia đúng không các anh chị thì mình không mình tôi giúp nguyễn đi các anh chị rồi ok trễ 7 phút rồi các anh chị <laughs> à, cho nguyễn xin phép là dừng lại để hỏi mc là nguyễn còn có thể nói tiếp được không ạ à? <laughs> dạ tiếp đi ạ dạ tiếp ạ sorry các anh chị nha tại vì thật sự là rất là lâu rồi á thì mình mới có cái chương trình này nên thật sự với các anh chị là nguyễn lâu quá rồi không có nói cái nội dung này nên mình cũng không thể nào mình kiểm soát được là mình sẽ nói hết những cái gì mình cần nói trong bao lâu để mà mình xin tham lai từ ban tổ chức các anh chị ha đang tổ chức cho nguyễn mấy phút là mình chỉ biết mấy phút như vậy thôi rồi à, sau những cái vấn đề gọi là văn hóa thì chúng ta sẽ có một số cái gọi là quy tắc đúng không các nhưng cái như nguyễn nói rồi đó văn hóa nó sẽ quyết định cái suy nghĩ nó sẽ quyết định cái tư duy nó sẽ quyết định cái cái hành động của mình văn hóa nó sẽ điều phối cái ý thức của canh đúng không ạ à? ví dụ như là mình phải tôn trọng nhau thì đó là văn hóa à thì khi nào mà mình có một những cái suy nghĩ rằng là mình sẽ làm cái gì đó để mình không tôn trọng nhau thì cái văn hóa nó sẽ giữ mình lại để mình không làm cái việc đó đúng không mà nhưng nếu như mà bây giờ đó, là mình lại đi quá xa đúng không nếu mà mình làm luôn thì sao đó anh chị? À, thì mình sẽ có những cái gọi là quy tắc đó, nó giống như là pháp luật vậy đó là nếu như mà mình vi phạm thì lúc này thì mình buộc phải xử lý trên những cái gì gọi là quy định là giấy trắng mực đen thôi anh chị? được chưa thì mình sẽ có cái yếu tố thứ hai gọi là quy tắc ứng xử. Thì ở cái vai trò là một cái thành viên trong cộng đồng à, của STC thì chúng ta sẽ có một cái quy tắc tiếp theo gọi là quy tắc 50 Được chưa các anh chị? À cái không đầu tiên đó là chuyện cái không liên quan về cái chuyện là chúng ta sẽ không có ôm hàng các anh chị ha. À, Nguyễn biết là cái chuyện hành tích nó cũng rất là quan trọng. Nhưng mà một lần nữa thì mình cũng xin phép nhắc lại từ cái mô hình kinh doanh của Robby nói chung và cho tới cái định hướng kinh doanh của bên phía STC mình không có định hướng cái câu chuyện. Đó là mình chạy theo những cái thành tích ảo Các anh chị ha Nên là chúng ta sẽ không nên ôm hàng Chúng ta có thành tích nhưng mà thực tế hàng hóa không có bán ra Chúng ta có thành tích nhưng mà thực tế chúng ta không có thu nhập để bỏ túi Thì cái thành tích đó để làm gì Được không các anh chị Chúng ta không nên vì thành tích mà chúng ta tư vấn những cái vấn đề liên quan về ôm hàng cho những cái thành viên trong nhóm của mình Để tránh gây ra những cái hệ lụy không đáng có sau cái thành tích đó Các anh chị ha chúng ta không phá giá, chúng ta sẽ không cướp khách hàng của người khác, chúng ta sẽ không chia sẻ kinh doanh cho khách hàng hoặc là cho đối tác tiềm năng của người khác. Được chưa, các anh chị? À, có thể là trong quá trình chúng ta làm, chúng ta sẽ vô tình gặp khách hàng của người khác, chúng ta sẽ vô tình gặp đại lý của người khác, vân vân. Nhưng mà bởi vì chúng ta là một cái người có văn hóa, nên có thời điểm mà chúng ta gặp những cái người đó. Là cái nhu cầu, cái mong muốn, cái ý nghĩ Rằng là mình sẽ nói cái gì đó Để mà mình thuyết phục khách hàng Của cái người kia qua mua của mình Mình thuyết phục cái đại lý của người kia Cắt user để qua làm với mình Mình thuyết phục cái đối tác tiềm năng kia Là làm sao là làm với mình đi Tại vì làm với mình là ngon hơn đó mà Mình tác động vào trong cái định của người ta Thì tất cả những cái suy nghĩ đó Nó sẽ phải dấp, bị dập tắt từ trong trứng nước Đúng không các anh chị? À đó thì nó phải đến từ cái ý thức về văn hóa và quy tắc ứng xử. Rồi, ok. Tiếp theo các anh chị ha. Cái không thứ hai. Đó là chúng ta không trực tiếp hay gián tiếp xúi dụng hoặc là lôi kéo đại lý kinh doanh các các sản phẩm nằm ngoài danh mục sản phẩm trên kệ của Shopee hoặc tại STC lựa chọn kinh doanh. Chúng ta không có quảng bá đó mà chúng ta không có tiếp thị hoặc là chúng ta bán sản phẩm cùng loại và hoặc là cạnh tranh trực tiếp với các cái sản phẩm đang phân phối trên nền tảng của Robby. Nguyễn biết là ngày hôm nay khi mà các anh chị làm được chưa? Robby có thể là các anh chị cũng đang có những cái kinh doanh ở bên ngoài. Tuy nhiên á, là ở vai trò là các anh chị làm một cái code ba sao trở lên rồi các anh chị có đội nhóm rồi, các anh chị phải ý thức được là cái việc này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái kết quả kinh doanh chung và cái hình ảnh của chính các anh chị à khi mà mình làm mình xây dựng đội nhóm mình xây dựng hệ thống mình sẽ biết tới cấp số nhân đúng không các anh chị cấp số nhân nó rất là lợi hại nha các anh chị nó sẽ giúp cho cái kinh doanh của các anh chị nó sẽ tăng trưởng một cách nó khủng khiếp nhưng nếu như mà nó gãy thì nó cũng sẽ gãy theo cấp số nhân đúng không các anh chị các anh chị cứ tưởng tượng đi nếu mà ngày hôm nay ví dụ trên kệ của rapi là đang có bán sữa nhưng mà nguyễn lại đang bán một cái sản phẩm sữa khác thì các anh chị sẽ nghĩ gì đó các anh chị nguyễn chắc chắn luôn là nếu mà bây giờ nguyễn đăng cái sản phẩm nào lên đó, là tất cả các anh chị ở đây á, là đều sẽ tưởng rằng là cái sản phẩm đó có trên kệ của đó và thậm chí đồng thời á, là một loạt tất cả các anh chị ở đây á, là sẽ copy và đăng bài đó đăng lại cái bài luôn mà không cần suy nghĩ là cái sản phẩm đó có trên kệ rất hay không đúng không các anh chị à do đó là cái chuyện mà các anh chị kinh doanh các cái sản phẩm trên kệ á, thì mình đã lựa chọn cái sản phẩm đó rồi nên kinh doanh nếu như các anh chị có kinh doanh bên ngoài thì lời khuyên của nguyễn đó là các anh chị nên kinh doanh các cái sản phẩm khác đi các anh chị được chưa à, để nó sẽ không gây ra những cái hiệu ứng truyền thông nó không phù hợp hoặc là gì à, à mình cũng tránh tối đa cái chuyện là gì à ok các anh chị kinh doanh gì đó là chuyện của các anh chị nhưng mà chúng ta không nên có những hành động đó là chúng ta lôi kéo những cái đại lý khác hoặc là thậm chí đại lý đó còn không nằm trong tim của mình lại đi kinh doanh những cái sản phẩm khác ở bên ngoài của mình được chưa thành viên khác là công sức xây dựng của những cái người khác của những cái code khác của những cái mentor khác đó mà ai cũng có cái công sức của mình ai cũng có cái thị trường của mình mình không thể nào là vì cái kinh doanh của mình mà mình gây phương hại tới cái kinh doanh của người khác cái này nó gọi là đạo đức kinh doanh các anh chị ha các anh chị cứ tưởng tượng đi khách hàng của các anh chị dày công xây dựng đại lý của các anh chị dày công xây dựng mà người ta cứ tới người ta rủ rê đi làm cái người khác với người ta thì các anh chị có chịu không à các anh chị thấy cái chuyện đó bình thường hay là các anh chị không chịu à? Các anh chị thấy bình thường thì các anh chị không mình bình thường mà các anh chị thấy không chịu thì các anh chị không giúp miễn là không chịu ha. Mình không muốn cái gì xảy ra với mình thì mình hãy nhớ rằng mình hãy nhắc nhở mình là mình cũng đừng bao giờ làm cái việc đó với người khác. Rồi thứ ba, mình không tự ý dưới mọi hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra các yêu sách đòi hỏi về quyền lợi với các cái nhà phát triển sản phẩm ở trên kệ của copy hiện tại là chúng ta sẽ có một số các cái ba rem chính sách cho chính sách gọi là huấn luyện viên nhãn hàng đúng không các anh chị thì các anh chị có thể làm việc với bdp trên các cái góc độ đó là ok tuy nhiên à, mình hạn chế tối đa hoặc là mình tránh những cái ở đây là à, mình không nói là các anh chị không được đàm phán thỏa thuận nhưng mình sẽ không có những cái hành động nó mang tính chất yêu sách các anh chị tức là bây giờ nếu mà anh chị muốn bán cái sản phẩm vào trong đội nhóm của tôi đúng không các anh chị muốn triển khai trên kệ của roppy hoặc là như thế nào đó thì các anh chị phải thế này thế kia với tôi chẳng hạn thì chúng ta không nên có những cái hành động như vậy các anh chị à, chúng ta sẽ có ba cái người mentor phía trên mình đúng không, các anh chị thứ nhất là những cái mentor trực tiếp của các anh chị ở bên phía cái cộng đồng kinh doanh đó mà thứ hai à, cái mentor tiếp theo của chúng ta ở trên nữa đó là roppy mà cái mentor cao nhất của chúng ta đó là BDB đó mà À, chắc chắn là BDB sẽ luôn luôn rằng là mong muốn cái kinh doanh của chúng ta phát triển luôn luôn mong muốn rằng là cái thu nhập hoặc cái thành tích của các anh chị sẽ gia tăng họ sẽ luôn luôn sẵn sàng đầu tư tiền bạc thời gian công sức để đóng góp vào cái sự phát triển kinh doanh của chúng ta nhưng mà các anh chị hình dung đi à, công ty rất là khó khăn trong cái việc là có thể đưa về những cái BDB những cái nhà phát triển sản phẩm à, có tiềm lực có tâm có tầm nhưng mà khi mà họ vào họ làm việc với các cái code với các cái mentor họ thấy rằng là những cái người này là lúc nào cũng yêu sách hết lúc nào cũng đòi hỏi quyền lợi hết. đó mà thậm chí là những quyền lợi mang tính cá nhân đó, thì mới support mới hỗ trợ thì họ còn dám hợp tác với mình nữa không các anh chị họ còn muốn gọi là đầu tư kinh doanh trên kệ của Rappi không hay là từ từ họ rời đi hết đó mà họ chọn một cái kênh khác nó lành mạnh hơn nó đàng hoàng hơn nó win win hơn hai bên để họ làm đúng không các anh chị à, nên là chúng ta không nên có những cái yêu sách như vậy các anh chị ha quy tắc thứ tư đó là mình không có lôi kéo hoặc là mình có bất kỳ một cái hành động xúi dục nào cái đối tác kinh doanh của cái nhóm khác chuyển sang cái nhóm kinh doanh của mình ở đây có anh chị nào là mình từng gặp những cái vấn đề liên quan về tranh chấp liên quan về lôi kéo chưa à, mình không thể à, bắt những cái người ở ngoài công ty của mình tức là ở công ty khác người ta lôi kéo người của mình được các anh chị đó mà à, tại vì họ khác công ty với mình mà cái chuyện mình giữ người hay không thì tất nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào năng lực của mình tuy nhiên là bây giờ ở trong nội bộ này À, các anh chị có bao giờ gặp trường hợp này chưa nếu mà có thì các anh chị không mình giúp nguyễn là có nếu không thì các anh chị không mình là không vậy thì có hay là không thì nó sẽ quyết định bởi cái ứng xử của chính chúng ta khi mà chúng ta tiếp xúc với cái sự vụ này nếu chúng ta không có suy nghĩ bất kỳ một cái suy nghĩ gọi là tà đạo nào đúng không các anh chị trong cái chuyện là chúng ta sẽ nhâm nghe coi là ai ở bên nhóm khác mà ngon ngon ai bên nhóm khác mà bây giờ ví dụ như là họ đang mâu thuẫn với đội nhóm với mentor của họ ai bên nhóm khác có thể là họ chưa có kết quả kinh doanh như kỳ vọng của họ là mình sẽ đánh vô cái điểm đó để mà gì à, à thôi qua tôi đi à, qua tôi là ngon hơn qua tôi là tôi sẽ giúp cho anh cái này cái kia đúng không hoặc là bây giờ mình gặp một cái đại lý ấy, là người ta đang trong giai đoạn là có thể kinh doanh của người ta nó đang chưa như kỳ vọng người ta đang xuống tinh thần người ta lại thấy mình người ta biết mình thông qua một cái chương trình hoặc một cái hoạt động nào đó người ta kết nối người ta làm quen với mình thì mình lại nói ra một cái câu như vậy nè các anh chị phải chi anh chị mà hồi xưa đăng ký mà vô nhóm của em hoặc là phải chi hồi xưa em biết Roppy mà biết Rappi mẹ đăng ký vô nhóm của chị thì hay biết mấy đúng không các anh chị à, đúng ra từ đầu là mình không có nên nói cái câu đó thì sẽ không bao giờ có cái chuyện là mình lại đi xin rằng là hoặc là mình liên hệ lên mentor hoặc liên hệ lên công ty là cái đại lý đó muốn qua nhóm của tôi Bây giờ có cho được không? Tại vì người đó muốn vậy chứ không phải tôi, chứ không phải tôi. <laughs> không phải tại tôi, tại người đó muốn vậy. <laughs> Đúng không ạ? À? Nếu như mà mình không có những cái câu nói kiểu như vậy. Nếu như mà mình không có những cái lời đề nghị mập mờ đó thì làm sao người ta biết có cái vụ mà thay đổi? Làm sao người ta lại phát sinh cái nhu cầu người ta chuyển qua cái nhóm khác để được hỗ trợ nhiều hơn, để được support nhiều hơn hoặc là để làm việc với cái người mà người ta nghĩ rằng là có thể là giỏi hơn được đúng không canh à, rồi ok canh thì cái đó là quy tắc thứ tư đúng không à mình có quy tắc này để mà cái gì à từ lúc mà mình gặp cái trường hợp đó thì đúng ra là chúng ta sẽ làm gì cái anh chị à mình biết cái người đó người ta đang không có à, đang không có được cái kinh doanh như người ta à, kỳ vọng đúng không thì nếu mà mình giúp được cái gì thì mình giúp canh chị à mình biết à, mình tích à, mình có thể làm người ta tích cực được ở góc độ nào thì mình làm người ta tích cực đúng không anh chị À, nếu bây giờ người ta không làm việc được với người hướng dẫn trực tiếp thì mình nói người ta là kết nối lên với người ở trên nữa đi đó mà người ta đang không làm việc với mentor trực tiếp được thì người ta chủ động người ta lên người ta làm việc với mentor ở trên nữa đi đúng không các anh chị mình lấy ví dụ như là ngày hôm nay là các anh chị ở trong nhóm của à, mentor quốc vũ đi nếu mà các anh chị làm việc không được với mentor quốc vũ thì các anh chị lên các anh chị làm việc với mentor úc mi các anh chị thấy các anh chị không hợp với mentor úc mi thì các anh chị làm bên trên nữa là mentor tt các anh chị làm việc với mentor thứ tư, tư không được nữa thì các anh chị leo lên, lên trên các anh chị làm việc với mentor hàng vạn. Các anh chị làm việc với mentor hàng vạn không được nữa thì các anh chị leo lên, lên trên các anh chị làm việc với mentor may hậu. Được không các anh chị? À, đâu phải là mình chỉ có làm việc được với cái người trực tiếp với mình ở đâu mà mình phải chuyển cái nhóm. Đúng chưa? Mình chuyển nhóm khác thì chắc gì là đã tốt hơn. Đúng không các anh chị? Ngày hôm nay mình mâu thuẫn với cái người có cái người mentor của mình. Thì mình qua nhóm khác chắc là mình không có mâu thuẫn không? Đúng không các anh chị? Rồi ok Cái quy tắc thứ năm Đó là mình không có tuyên bố những cái thông tin sai lệch về Rappi Về hệ thống, về chính sách hợp tác Mình không có nói xấu các cái cá nhân, các cái doanh nghiệp khác bên ngoài thị trường Với mục tiêu là lôi kéo người ta vào Rappi Đồn canh chị Đầu tiên là mình sẽ không có tuyên bố những cái thông tin sai lệch Hoặc là mình không có tô vẽ những cái bức tranh màu hồng Về cái kinh doanh của Rappi Các anh chị ha cái thứ hai là mình cũng hạn chế những cái vấn đề liên quan về cái chuyện ví dụ có một số anh chị hỏi nguyễn á là các anh chị làm sao để tư vấn cái người bên công ty khác qua công ty mình làm đi công ty nào á, thì cũng có thị trường của người ta hết các anh chị người ta sẽ luôn luôn có một cái nhóm khách hàng phù hợp nếu như mà người ta đã nghỉ khỏi công ty đó rồi và người ta tìm kiếm một công việc kinh doanh khác ok mình có thể tư vấn về ruby nhưng nếu mà người ta đang làm tốt với công việc kinh doanh của người ta thì các anh chị kêu người ta rời bỏ cái người ta đang tốt làm gì đó mà hoặc là nếu người ta cũng chưa có suy nghĩ người ta muốn bỏ đi thì các anh chị lôi kéo làm gì tại vì nó sẽ tác động tới cái cái kinh doanh cái công sức và tới cái chén cơm của công ty khác đúng không các anh chị mà các anh chị kinh doanh này các anh chị biết rồi các anh chị đụng chạm tới người ta thì các anh chị chắc chắn sẽ gây ra cái chuyện là người ta sẽ đụng chạm ngược lại mình đúng không các anh chị người ta không làm gì được mình thì người ta cũng sẽ phá mình nên đó là thị trường còn rất là rộng lớn các anh chị ngoài kia còn rất là nhiều người là người ta cũng chưa có kinh doanh gì hết á không các anh chị ở Việt Nam mình 100 người thì cũng chỉ đâu đó mới có một người đi làm kinh doanh thôi mà Tại sao là mình không tập trung vào 99 người còn lại mà mình cứ tập trung cái người số 1 một, một cái người đang kinh doanh làm gì cho nó nhức đầu vậy Đúng không? Ở đây có anh chị nào là mình trong 100 người là thay vì mình đi tiền mình đi làm việc với 99 người chưa làm với công ty nào là mình cứ chăm chăm vào một cái ông mà đang làm việc ở một công ty nào đó không <laughs> à, Ok rồi đó là quy tắc 50 các anh chị ha à, các anh chị đã nắm được quy tắc 50 chưa các anh chị đã nắm rồi thì các anh chị không bằng là nắm giúp Nguyễn ha sau cái buổi này thì mình sẽ gửi cái slide để mà các anh chị đọc lại nha Tại vì cái thời lượng cũng có hạn thì mình nói nó sẽ gần như là rất là nhanh thì có thể là các anh chị sẽ không có theo kịp rồi tiếp theo là mình sẽ có một số các quy tắc xoay quanh cái chuyện là mình sử dụng cái link affiliate và cái link referral à, các anh chị sẽ có cái đường link để mà gửi cho người khác tạo tài khoản đúng không mà các anh chị cũng sẽ có một cái đường link để gửi cho người khác đăng ký tìm hiểu về Robby đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng những cái đường link này như thế nào? Được chưa các anh chị? Các anh chị sẽ thoải mái sử dụng những đường link này trên các tài khoản cá nhân của các anh chị, trên các cái kênh mạng xã hội của các anh chị, trên website của các anh chị. Nói chung là của các anh chị thì các anh chị muốn làm sao cũng được tại vì đó là tài sản của các anh chị, là đất của các anh chị, là những cái khoản đầu tư của các anh chị. Nếu mà các anh chị có năng lực, các anh chị làm cái kênh ví dụ như tiktok đủ tốt để các anh chị hút người rồi các anh chị tuyển người lại trên online đúng không? thì cái chuyện các anh chị gắn link trên kênh của các anh chị là hết sức là bình thường. tuy nhiên mình sẽ không có rải link lên trên cộng đồng kinh doanh online đúng không? hiện tại chúng ta có một cộng đồng chung là cộng đồng kinh doanh online thông minh. thì cái cộng đồng đó là nó là tổng hợp những cái đối tác tiềm năng của rất là nhiều đại lý khác mời vào. thì bây giờ mà mình quăng linh vô đó thì chẳng khác nào là mình lại quăng linh cho cái người người khác đăng ký dưới mình đúng không? thì mình đâu có làm vậy được các anh chị? được chưa? mình không có spam link lên, lên các, các fanpage lên kênh youtube và lên trên những cái kênh truyền thông chính thức của Robby ví dụ như là vừa rồi mình có cái chương trình live stream là mình ký kết hợp tác với với sắc tăng đúng không anh thì tất cả những người nào mà đang xem cái live stream đó trên cái nền tảng của rappy thì đều được mời bởi một ai đó là đại lý khác của Robby đúng không người ta mời người thân người ta mời người quen người ta mời data của mình của người đó lên mà Nguyễn thấy rất nhiều anh chị là vô đó không mình cái đường link ai chưa có tài khoản thì vô link này tạo tài khoản nhé <laughs> không các anh chị các anh chị thấy khó chịu với cái chuyện như vậy không à, à mình khôn lỗi thì mình cũng khôn lỗi vừa vừa đó. mình ra ngoài xã hội mình khôn lỗi chứ đường đâu mà mình về nhà mình khôn lỗi với người nhà của mình luôn là sao đúng không à à thì cái này thì mình cũng phải dành một số các cái khoảng thời gian trong tháng để lâu lâu là mình chia sẻ lại những cái vấn đề về văn hóa này kia với đội nhóm của mình Ok có thể là người ta không biết đấy, anh chị Thì mình nói cho người ta hiểu là tại sao không nên như vậy Để người ta không làm nữa là được các anh chị ha Rồi à, Trong những cái chương trình chia sẻ mô hình kinh doanh chung của Robby, Ví dụ mình có sẽ có chương trình chung cho công ty tổ chức Hoặc là chương trình BOP đúng không à, chương trình BB là toàn là khách mời của các đại lý khác mà bây giờ tự nhiên mình vô đó là ai muốn đăng ký làm Robby thì liên hệ số điện thoại của mình nhé hoặc liên hệ Zalo của mình nhé hoặc là tạo tài khoản nhé thì như vậy rất là kỳ Đúng không? thì lâu lâu là các anh chị cũng nên dành ít nhiều những cái buổi đào tạo hoặc là những cái buổi năm em để các anh chị nói về những cái nội dung này rồi cuối cùng đó là trên những cái live stream trên những cái hot show trên những cái bài viết mà có sự hợp tác truyền thông giữa Robby với các cái KOL các cái KOC các anh chị ngày hôm nay Robby mình có mời các cái sách phát biểu ngày hôm nay Robby mình có mời những cái diễn viên người mẫu ca sĩ nổi tiếng người ta đăng bài về Robby thì đó là ngân sách marketing của Robby được chưa các anh chị mà cái ngân sách chung đó thì nó là cái ngân sách nó cũng đến từ cái kết quả kinh doanh của tất cả chúng ta thì những cái người nào mà người ta nhìn thấy những cái bài post mà do cái tiền đó đưa ra thì đúng ra là người ta phải đăng ký về cái marketing center của Robby để mà mình chuyển về cho những anh chị nào mà có đóng góp tiền vào cái chuyện là chạy marketing center đúng không chứ bây giờ mình không có xài máy tin center mà mình cứ canh là ngân sách công ty ấy, là hợp tác với ví dụ như là sắp tới là mình hợp tác với uh, trấn thành đi đó là tiền chung mà các anh chị cái mình vô đó mình không bằng cái link mình đăng ký cái mình hứng trong đó là không được Được không các anh chị à, mình chơi như vậy là không ai chơi với mình luôn á là mình đầu tiên là ở đây là các anh chị là có ba sao trở lên rồi chúng ta sẽ không có làm những cái việc này các anh chị ha các anh chị đã nắm về cái quy tắc trong cái chuyện là mình đăng và mình sử dụng cái đường link affiliate và cái đường link referral của mình chưa ạ à? nếu mà các anh chị đã nắm đã rõ rồi, các anh chị không mình giúp Nguyễn là đã rõ rồi. <laughs> rồi, OK à, tiếp theo đó là cái việc mà nếu bây giờ xảy ra tranh chấp thì mình sẽ phải xử lý như thế nào, đúng không các anh chị? hồi nãy giờ là chúng ta đang nói với nhau về văn hóa về những quy tắc mà nếu mà các anh chị nắm rõ những cái văn hóa và quy tắc này thì các anh chị sẽ tự điều hướng và tự kiểm soát bản thân của các anh chị á. Là không dính vào những cái hành động đó từ đầu luôn rồi. Thì chắc chắn là những cái tranh chấp, những cái mâu thuẫn này sẽ không diễn ra. À, nhưng mà bây giờ á, là trong một số trường hợp là không biết, không hiểu là như thế nào đó không biết. Mà lỡ xảy ra tranh chấp, tức là lỡ dính vô luôn rồi. À, thì bây giờ chúng ta cũng sẽ phải có một cái quy trình để chúng ta biết là à, chúng ta sẽ xử lý như thế nào đúng không các anh chị? Thì thông thường thì hiện tại chúng ta sẽ có những cái tranh chấp liên quan về vấn đề là khách hàng data, đặc biệt là vấn đề data. Data đó của ai? Hoặc là data đó bây giờ muốn đăng ký mà bây giờ có tới 5 người tư vấn đồng thời cho người đó. Thì mình cái người đó sẽ đăng ký với ai sẽ làm việc với ai đúng không? Sẽ ưu tiên ai đúng không các anh chị? Đó, thì đầu tiên là mình phải hiểu data là gì các anh. Data là một cái thông tin của một cái người nào đó. Có thể là Facebook, Zalo, có thể là số điện thoại. Đúng không các anh chị? và một cái người đối tác tiềm năng họ cũng giống như một cái người khách hàng mua hàng vậy đó các anh chị họ lên trên mạng hoặc là họ sẽ ra chợ và họ sẽ tìm hiểu thử họ sẽ xài thử họ sẽ nếm thử họ sẽ hỏi thông tin và nhờ sự tư vấn từ rất nhiều người là hết sức bình thường nên data thì nó không thể nào là của ai được hết các anh chị đó mà data là người đó cũng có thể đăng ký trên online đăng ký vào bài quảng cáo thì nó sẽ chạy về marketing center nhưng mà cái người đó cũng có thể có mối quan hệ với à, những cái đại lý khác. Như là mối quan hệ người thân, mối quan hệ bạn bè, mối quan hệ đồng nghiệp. Người đó cũng có thể tự tra Google để tìm tới những cái kênh thông tin cá nhân của những cái đại lý khác. Nên data thì nó sẽ không thể nào là của ai được. Đúng không các anh chị? Và cái quyền mà gọi là được tư vấn và được nghe thông tin từ nhiều bên. Để mình chọn là mình sẽ mua hàng từ chỗ nào là tốt nhất. Đó là cái quyền hết sức là chính đáng của một cái cá nhân bất kỳ đúng không các anh chị có bây giờ anh chị nào ở đây mình muốn là bây giờ mình ra chợ mình mua là mình vô cái shop nào đó là mình hỏi giá xong là mình cứ phải mua cái shop đó không còn bây giờ cái chủ shop đó mà mà bắt mình không cho mình đi cái shop khác mình chịu không à đâu có được vậy được các anh chị à, nó không có đúng theo cái lẽ tự nhiên đúng không các anh chị à vậy á, thì khi một cái người người ta tiếp nhận cái sự tư vấn từ nhiều người đúng không thì tới cái lúc người ta đăng ký thì kiểu gì là của tôi cũng tư vấn rồi anh kia cũng tư vấn rồi cuối cùng là anh nào canh. <laughs> can à, thì thật ra là các anh chị phải hiểu là cái quy định cái quy tắc là nó để xử lý sự vụ đã rồi don anh chị thì cái việc của mình là mình phải làm sao để nó không xảy ra sự vụ đã rồi là tốt nhất tức là mình phải ứng xử có văn hóa từ đầu là tốt nhất lấy ví dụ nếu như mà các anh chị gặp một cái người trong quá trình các anh chị nói chuyện với họ các anh chị biết là họ đang được tư vấn bởi một đại lý nào đó khác thì là các anh chị không nên tư vấn cho họ làm với mình thì làm gì xảy ra tranh chấp đúng không các anh chị các anh chị biết là bây giờ cái 10 điểm về á, là OK 9 điểm rồi nhưng mà còn một điểm cuối cùng này là chưa OK nên người ta chưa xác định được thì ở vai trò là một người có văn hóa thì các anh chị tư vấn luôn cái điểm đó đi và các anh chị nói rằng là à cái này hả cái này là như vậy nè và người ta nói à cái này vậy hả ok đúng không ạ à? các anh chị tư vấn giùm luôn và các anh chị à nếu mà anh ok rồi á là anh liên hệ với các anh chị nào mà đang hỗ trợ anh hôm nay đó để anh tạo cái tài khoản rồi anh vào anh làm đi đúng không sau này mình trở thành đồng nghiệp thì làm gì có tranh chấp các anh chị nhưng mà không đúng không những cái trường hợp xảy ra tranh chấp là tại sao à mình nói chuyện là mình biết người ta được tư vấn rồi mình biết là người ta có cái chỗ nào đó chưa có ok à và bắt đầu là cái tâm đen tối của mình đó mà các anh chị những cái suy nghĩ gọi là thiếu văn hóa của mình nó sẽ chọi này Đúng không các anh chị à mình sẽ đề nghị mình sẽ ngỏ lời hoặc là mình sẽ lờ đi bằng một cách nào đó để gì à mình biết là à còn cái chỗ này thôi mình sẽ nói vô cái chỗ đó sau đó mình nhanh chóng mình gửi cái đường link cho người ta luôn để mà người ta làm với mình Đúng không các anh chị nên nó mới xảy ra sự vụ được chưa các anh chị nên đó là tại sao Nguyễn lại nói với tất cả các anh chị rằng cái văn hóa đó mà là cái nền tảng chứ không phải là quy định không phải là pháp luật là không phải là quy tắc ứng xử các anh chị tất cả những cái ngoài văn hóa thì nó chỉ để xử vụ xử lý những sự vụ đã rồi thôi. được chưa nên đào tạo văn hóa là nó sẽ quan trọng hơn được chưa rồi ok thì trong các cái trường hợp mà bị trùng ví dụ như là cái người đó cũng là người thân của người này là đồng nghiệp của người này nhưng mà cũng có đăng ký data đúng không hoặc là người đó cũng lên google cũng lên facebook cũng lên youtube cũng lên tiktok để tra thông tin từ nhiều bên thì nếu trong trường hợp mà có xảy ra những cái vấn đề về tranh chấp này Thì mình sẽ xử lý theo quy trình Thứ nhất, nếu mình biết đối tác tiềm năng đã được tư vấn và còn phân vân Thì nên hỗ trợ tư vấn và đề nghị họ kết nối Và thao tác tặng tài khoản với đại lý đang hỗ trợ Không đưa ra những lời đề nghị mang tính lôi kéo Ví dụ như là team của anh chị, team của mình là có cái chương trình đào tạo này hay đó. À, đúng không ạ? À? anh thì anh không biết nhóm kia sao nhưng mà em làm với anh thì nó hay hơn <laughs> đúng không các anh chị nguyễn hỏi thật nha nếu như mà bây giờ nguyễn cũng vậy á các anh chị nhắm các anh chị tranh nổi lại với nguyễn không đúng không các anh chị đúng không ví dụ như nguyễn gặp một cái người là đang được anh kiệt tư vấn á, thì nguyễn nói là anh kiệt cũng giỏi đó anh kiệt cũng đẹp trai đó đúng không nhưng mà các anh chị mà làm việc với em tại em là chủ tịch của cả cộng đồng đại lý rocky luôn á thì nó hay hơn <laughs> thì nguyễn đố là 10 ông kiệt là chắc cũng tranh không được đúng không các anh chị thì các anh chị cứ tưởng tượng nên nếu như mà nguyễn cũng vậy luôn á thì cái cộng đồng của chúng ta là nó chỉ gọi là cái gì nó tan rã à, mình không có làm như vậy được các anh chị ha rồi thứ hai nếu mà mình biết khách hàng đã mua hàng từ đại lý khác rồi thì vui lòng là mình cũng né ra mình không có cố gắng mình bán cho cái người đó đúng không mình thấy người ta mua sữa ở chỗ đại lý khác rồi <laughs> mình thấy người ta chưa có mua nồi chi không giàu cái mình cũng ráng mình bán nồi chi không dầu nữa. đúng không mình mất nét gì vừa, vừa thấy chứ đúng không các anh chị À hoặc là bây giờ là mình biết người đó là khách hàng người khác rồi, cái mình qua mình mình thấy à, cái mình lại tư vấn là thôi bây giờ anh chị đừng mua hàng từ bên anh chị kia này, Để em tạo luôn cho anh chị cái tài khoản cộng tác viên để anh, hoặc là đại lý để các anh chị mua hàng luôn cho tiết kiệm, cái người ta mất khách luôn. Đúng không ạ? À cái chuyện mà người ta có tư vấn lên đại lý hay không thì do cái người đại lý kia người ta quyết định. Người ta đang trong quá trình người ta đang khai thác lợi nhuận bán lẻ mà, tự nhiên các anh chị xuất hiện, các anh chị tư vấn cho cái người khách hàng người ta mở tài khoản người ta vừa mất khách hàng mà tự nhiên cái người ta bị mang tiếng là ăn dày với người khách hàng của mình luôn sao được cái anh chị đúng không à? à? mình mà làm vậy thì ai chơi lại mình rồi <laughs> mình không có đăng công khai hoặc là mình không có những cái đề nghị ví dụ như là tài trợ tiền phí nền tảng 599.000 hoặc là trài trợ ký quỹ gì đó đó mà hoặc là cả hai cho những cái người đối tác tiềm năng nếu như mà người ta đang được tư vấn từ người khác. Tại vì cái phí kích hoạt user 599 nghìn là các anh chị sẽ được công ty hoàn lại là 499 đúng không? Nên thực tế là mình chỉ tốn có 100 ngàn cho một cái user mới thôi. Nguyễn biết rất nhiều anh chị sẽ biết cái này. Đúng không ạ? À? à, đúng không? Cái người đó được tư vấn hết trơn rồi mà. Giờ chỉ cần là có một cái đề nghị thơm thôi. Thơm bơ thôi. Là người đó sẽ tạo tài khoản đúng không mình tốn trăm ngàn thôi mà bằng một cái data thôi mà đó nên là mình đề nghị là mình sẽ tài trợ phí kích hoạt user 599 nghìn luôn thế là mình giành được đại lý của người ta đúng không hoặc là bây giờ các anh chị public những cái thông tin này lên trên mạng là các anh chị miễn thì những cái anh chị đại lý khác những cái anh chị đối tác tiềm năng người ta đang tìm hiểu người ta tư vấn từ người khác cái là người ta thấy là à thay vì làm với người kia là phải tốn 599 thì bây giờ làm với các anh chị không tốn thì các anh chị lại vô tình là các anh chị hút người khác thì mình không có làm như vậy được các anh chị ha tất nhiên là mình cũng không cấm cái chuyện là các anh chị tài trợ hay là các anh chị hỗ trợ hay là gì đó tại vì có thể là những cái cộng tác viên đại lý là người thân người quen gia đình đồng nghiệp của các anh chị đúng không người yêu của các anh chị thì các anh chị muốn làm gì thì làm nhưng mà đó là với trường hợp là người của mình được chưa mình không có dùng cái này ra để mình public lít ra với người lạ hoặc là mình lấy cái này ra làm đề nghị để mình mình lôi kéo của người khác các anh chị ha rồi mình nắm cái việc này chưa à? nếu mà mình gặp data của người khác là mình không làm mấy cái việc này được không ạ à? nếu mà được thì các anh chị sẽ không mình là được giúp nguyện rồi thì ở đây thì mình sẽ có một cái quy trình là xử lý tranh chấp nếu xảy ra tranh chấp được chưa tức là xảy ra chuyện đã rồi rồi thì bây giờ là buộc phải xử lý buộc phải giấy trắng mực đen buộc phải ba mặt một lời đó thì mình sẽ làm việc theo cái quy trình bốn bước này giúp nguyện ok ha chứ mình không có chơi luật rừng nha các anh chị mình thấy nhiều anh chị là chơi luật rừng lắm á <laughs> đó <Đâu> mà. <laughs> rồi. Bước 1 là các bên sẽ thỏa thuận đàm phán làm sao á là mình sẽ có một cái quyết định cuối cùng mà nó sẽ có lợi cho hết các cả các bên. Và làm sao để đảm bảo được cái tinh thần hợp tác giữa các hệ thống với nhau và giữa các mentor với nhau cũng như là giữa mình với những cái mentor đi trước. Được chưa? Như Nguyễn nói rồi đó, cái người đó ta tiềm năng là người ta là người khách hàng mình không thể bắt người ta là mua chỗ này hoặc là không mua chỗ kia được các anh chị cái quyết định cuối cùng là nó vẫn sẽ nằm ở người khách hàng nhưng như nguyễn nói đầu tiên á, là mình phải xét cái câu chuyện á, là cái mâu thuẫn đó cái tranh chấp nó đến từ một cái lời đề nghị nào đó từ trước hay là vô tình đó mà nếu như mà mình ngồi mình phân tích ra là mình thấy rõ ràng là cái người kia có một cái đề đề nghị tác động tới quyết định làm với ai của người đó tới tiềm năng thì phải xem lại cái người đưa ra đề nghị đó chứ không phải là xử lý cái người mới cái người mới ta biết gì đâu đúng chưa ok và các anh chị hình dung nè, bây giờ mình có giành được một cộng tác viên một đại lý mình cũng có biết cộng tác viên đại lý đó có làm hay không đâu nhưng nếu ngày hôm nay là mình vì cái người đó mà mình mâu thuẫn với mentor của mình mình mâu thuẫn với những mentor khác hoặc là mình làm cho các cái mentor hoặc là các cái đội nhớ các hệ thống khác nhau mâu thuẫn thì theo các anh chị là cái chuyện mình có được cái đại lý cộng tác viên đó là có lợi hay là có hại nhiều hơn các anh chị ai thấy là mình dành cho bạn được cái người đó là có lợi thì mình không mình có lợi còn ai thấy cái chuyện là mình mất cái mối quan hệ mình mất cái hình ảnh mình mất cái mối quan hệ cái cảm tình với cái nội bộ của mình thì nó hại nhiều hơn đó, thì mình không mình chấp quyển là có hại được chưa rồi bước hai nếu vẫn không thể đỏ thuận đàm phán nữa thì các anh chị sẽ cung cấp thông tin cho mentor một sao gần nhất và mình sẽ có một cái buổi làm việc giữa hai mentor một sao trực tiếp của hai bên được chưa rồi hai mentor sẽ căn cứ trên thông tin và các cái ứng xử của hệ thống để xử lý. Bước 3 nếu như mentor một sao cũng không xử lý được thì tiếp tục các anh chị sẽ đẩy cái trường hợp đó lên mentor 3 sao. Nếu mentor 3 sao cũng không xử lý được thì các anh chị sẽ có thể gửi thông tin về trực tiếp cho hội đồng đối tác NTC thì có thể đứng đại diện để xử lý cho các anh chị trong một số trường hợp là bất khả kháng hoặc là không đàm phán được từ bước 1. Các anh chị ha rồi thì các anh chị nắm quy trình này chưa nếu mà các anh chị nắm rồi thì các anh chị không mình là ok giúp mình rồi trong trường hợp những anh chị nào là mình không thích những cái văn hóa này mình không thích những cái tiêu chuẩn của cái cộng đồng này mình không muốn tuân theo những quy tắc này mình muốn là bây giờ là tôi là tôi vậy đó đó mà tôi không cần biết stc là cái gì hết tôi không cần biết hội đồng đại lý là cái gì hết tôi là tôi chỉ biết kinh doanh của tôi thôi còn hả tôi đâu có trong hệ thống là tôi đâu có trong nhóm của ông nguyễn đâu nên nó là hả cái chuyện mà tôi mà mất cái quan hệ hợp tác với ông nguyễn hay là gì đó là không liên quan gì hết tôi không có cảm thấy có vấn đề gì tới cái chuyện đó hết đó. tôi chỉ cần biết là tôi có đại lý tôi có tiền là được rồi Rồi các anh chị à tức là những cái trường hợp mà các anh chị muốn là chơi một mình đó chơi với dế đó à mình cảm thấy là bây giờ là vì mình thôi chứ mình không có ở trong cộng đồng nào hết thì hey, ok cũng được các anh chị À, cái đó thì mình không có đòi hỏi được các anh chị ha. Những cái văn hóa và quy tắc này để mà gì ạ? À? Mình đưa ra để những người nào mà mình phù hợp với văn hóa này thì mình sẽ hợp tác với nhau. Những đội nhóm nào, những hệ thống nào phù hợp thì mình sẽ hợp tác với nhau. Còn những cá nhân, những đội nhóm, những văn hóa, những mentor nào, những code nào mình cảm thấy mình không tuân thủ quy tắc này thì mình tự lập ra một cái hệ thống riêng. Mình tự lập ra những cái chương trình huấn luyện đào tạo riêng mình tự lập ra một cái cộng đồng riêng rồi mình tự phát triển kinh doanh của mình chứ mình đừng có dính dáng gì tới những cái chương trình chung mình không thể nào là chương trình đào tạo thì mình ké các hoạt động chung thì mình đưa người vô nhưng mà quy tắc chung là không theo thì ai mà chơi với mình được các anh chị đúng không ạ <laughs> rồi nếu những cái anh chị nào mà mình biết mà mình vẫn vi phạm hoặc là mình không muốn tuân theo à, những cái văn hóa chung này mình muốn là mình là một bờ một cõi thôi được chưa? Thì ok, hệ thống đội nhóm mentor đại lý được chưa? Vi phạm. Thì mình sẽ không được tham gia tất cả những cái chương trình huấn luyện đào tạo các sự kiện do bên phía STC tổ chức. Được chưa? Mình cũng xin phép là mình cũng sẽ không chấp nhận nhận hỗ trợ cho tất cả những cái anh chị này và vui lòng là các anh chị cũng đừng có gửi người vào những cái chương trình chung. Đúng không các anh chị? Mình không thể nào là mình bỏ công ra mình làm slide, mình bỏ công ra mình xây dựng chương trình đào tạo huấn luyện mình bỏ công hai tiếng đồng hồ ra mình ngồi mình đào tạo dùm người của các anh chị nhưng mà cuối cùng các anh chị lại đi giành người của mình cướp khách của mình tranh chấp hoặc là gây ảnh hưởng tới cái văn hóa chung và tác động tới kinh doanh của mình được đúng không các anh chị rồi <laughs> mình không nhận hỗ trợ từ các coach mentor à, trực tiếp dẫn dắt các cái <laughs> tức là mình sẽ không còn nhận được cái sự hợp tác và hỗ trợ trực tiếp từ những cái coach mentor ở phía trên của mình luôn nếu như mà mình phát hiện Code mentor nào có hoạt động hỗ trợ cho những cái người vi phạm hoặc là không theo quy tắc chung của STC thì bên phía STC sẽ dừng hợp tác được chưa dừng cộng tác với các cái code mentor đó cho tất cả những cái hoạt động chung do bên phía STC là phối hợp tổ chức được chưa các anh chị thì đó là toàn bộ cái nội dung liên quan về văn hóa và ứng xử của mà chúng ta đã thống nhất với nhau và chúng ta đã gọi là gì các anh chị chúng ta đã kiện toàn trong 5 năm mà chúng ta xây dựng kinh doanh roppy cũng như là chúng ta xây dựng cái cộng đồng à, đại lý stc các anh chị ha rất là mong là ngày hôm nay khi mà các anh chị bước chân vào cái vai trò đó là một cái code, một cái à, à, đội nhóm của mình là một cái code trong cộng đồng stc và sắp tới các anh chị có thể là những cái mentor một sao ba sao sáu sao thậm chí là hai ba chục sao các anh chị sẽ là những cái nền móng sẽ là những cái viên gạch để mà chúng ta tiếp tục kiện toàn những cái văn hóa những quy tắc để mà chúng ta cùng nhau mình xây dựng ra một cái môi trường một cái nền đất được chưa? Tốt nhất có thể cho những cái hạt giống cho những cái tài năng, cho những cái nhân tố trong tương lai của hệ thống mình của đội nhóm mình bước vào ruby sẽ có thể phát triển được một cách tốt đẹp, vượt bậc và bền vững. Thì nó sẽ cần cái sự chung tay của tất cả các anh chị ha. Rồi, các anh chị phần nào đã nắm được cái này rồi và các anh chị sẽ đồng ý với Nguyễn và tất cả các anh chị mentor mà mình đã ký cái đồng ý, cái biên bản cho cái văn hóa và tư sự này trong cái chương trình seminar vừa rồi thì các anh chị hãy comment giúp Nguyễn là đồng ý các anh chị thì đó là toàn bộ phần nội dung của Nguyễn ha. Xin phép là nhận mic lại cho MC để mà các anh chị tới cái phần nội dung tiếp theo. Rồi. Xin cảm ơn tất cả các anh chị. Dạ rồi. Và dạ, một lần nữa thì uh, chúng ta hãy gửi lời cảm ơn tới uh, anh chủ tịch của chúng ta, ha, chủ tịch FTC M6 Lê Nguyễn ha. Và cái uh, anh đã chia sẻ cho chúng ta về cái văn hóa rất là quan trọng luôn mọi người ha. Cái văn hóa uh, rất là quan trọng. Uh, tiếp theo nữa là những quy định. À, và có cái phút cuối mọi người có để ý giống như kiệt không là cái phút mà à, cái mà chúng ta hướng tới là chúng ta lên men tờ mọi người mà cái phút sau là cái phút mà khi mà gặp sự cố thì chúng ta cần phải đứng ra chúng ta giải quyết á thì khúc đó nó, nó thấy, thấy nó hơi tiền thì để, để mà cái chuyện đó mình không cần phải đứng ra giải quyết đó, ha thì chúng ta hãy cùng nhau chúng ta truyền thông ừ, chúng ta giữ vững cái, cái văn hóa đó cái quy tắc ứng xử ở trong STC của chúng ta để nó sẽ không thể xảy ra những sự vụ như vậy để không tới mức mà chúng ta phải đứng ra để chúng ta xử lý những cái vấn đề như vậy nha, anh chị ha và một lần nữa rất rất cảm ơn anh Lê Nguyễn à, và cái phần tiếp theo là một phần cực kỳ quan trọng à, một cái phần mà nó liên quan tới cái quyền lợi của tất cả các anh chị và đây cũng là một cái phần mà uh, chúng ta cần phải nắm và rõ thật là chuẩn chuẩn chỉnh để chúng ta làm việc và chúng ta truyền thông À, trong cái quá trình mà chúng ta phấn đấu lên và đặc biệt là hiện tại là tất cả các anh chị ngồi đây chúng ta là đều có hệ thống rồi. Thì đó là cái phần mà chính sách hợp tác kinh doanh. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa, nếu như anh chị đâu anh chị nào đã nghe rồi à, thì chúng ta cùng nghe lại cái chính sách hợp tác kinh doanh một cách chuẩn chỉnh nhất à, qua cái phần à, chia sẻ của anh M6 Hoàng Vũ à. à, Dạ xin mời à, anh Hoàng Vũ nhé. chưa nghe tiếng nó cũ ơi rồi mọi người đợi một xíu nha mọi người nhé. cái phần này vốn rất quan trọng với mọi người nha có 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 những lúc mà, mà, mà...